Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện có thể nói là khá ly kỳ, thần bí và cũng rất hấp dẫn. Câu chuyện nói về một cô gái sau khi đã chết, linh hồn của cô đã nhập xác vào một cô gái khác và cô đã có cơ hội quay trở về với người chồng, người mà cô luôn yêu tha thiết. Cũng chính sự trở về này, cô đã biết được nguyên nhân mình bị tai nạn xe cộ và chết là do ai gây ra Vậy thì ai là người đã gây ra tất cả những chuyện này Khiến cô phải lìa xa cõi đời Chúng ta hãy cùng lắng nghe nội dung của câu chuyện ngay sau đây nhé Nếu các bạn yêu thích hãy nhớ ấn like ủng hộ Ấn share chia sẻ cho bạn bè Và đừng quên subscribe kênh truyện HPT Channel Để có thể ủng hộ cho Hà Thu cũng như tìm kênh truyện nhé Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ lúc đêm khuya một chiếc mini copper màu đỏ điều khiển ở khúc cua đường đèo khúc cua hiểm trở khảo nghiệm chiếc xe cùng với khả năng khống chế tay lái của người cầm lái kha hữu tâm chuyển động tay lái không thuần thục cho lắm cô vừa lái vừa phân tâm đức nhìn chỉ thị đi trên gps cô thả chậm tốc độ cho xe quẹo qua một cái cua lớn lông mày xinh đẹp vẫn đang nhíu chặt vì khẩn trương kỳ quái Vừa rồi tự linh ở trong điện thoại Có nói địa chỉ của cô ấy Hay là nó phải ở ngay đây mới đúng chứ Cô buồn bực lẩm bẩm lầu bầu vài câu Đêm càng khuya Sương mù trong núi dày đặc càng phủ xuống Kính chắn gió đều bị sương mù Làm cho ướt nhẹt Tầm nhìn cũng mở đi Lại nhập vào vị trí Đã nghe được trong điện thoại GPS một lần nữa truy cập tuyến đường kha hiệu tâm chưa từ bỏ ý định Liên tục đi về phía trước trong lòng cô lo lắng cho em gái bị leo cây một mình lưu lạc ở trong vùng núi một lát sau âm nhạc êm tai vang lên là một đoạn nhạc cô tải xuống làm chuông điện thoại di động tốc độ xe thả chậm lại cô nhận điện thoại em đang ở đâu cô đang muốn trả lời đầu dây bên kia đã chuyển tới một giọng nam tính chậm thấp như tiếng đàn một ngọn núi nào đó nhớ tới sáng nay hai bên bởi vì chuyện lúc nào mang thai thì có vẻ thỏa đáng mà tranh cái ở mỹ kha hiệu tâm tức giận đáp lại anh đã nói rồi hôm nay anh sẽ về đúng giờ em đang muốn đối nghịch với anh đúng không em mỗi ngày đều đúng giờ ở nhà chờ anh về ăn cơm còn anh ngày nào thì về đúng giờ chưa làm gì có đạo lý anh muốn làm thì làm còn em cứ phải ngoan ngoãn vâng theo Khả hiệu tâm Em nhất định phải ẩm mỹ với anh chứ gì Giọng nói của lôi quang hằng Chuyển trầm Âm lượng cũng trở nên cao hơn Không dám Đại tổng tài anh trị giá đến mấy trăm triệu Em có thể gả cho anh Chính là phúc đức tám đời để lại rồi Em phải đem anh Thỉnh lên bàn thơ để ngồi Ba bữa gieo hết tề gà cung phụng anh Mới đúng ấy chứ Đủ rồi Anh không muốn lại tiếp tục Cái loại tranh cãi không hợp ý nghĩa này Em lập tức trở về nhà ăn cơm Em còn có việc Xin thứ cho em không thể phụng bôi Em chỉ là bà cô luống tuổi Có chồng Mà anh cưới chưa được 2 năm Đã cảm thấy chán ghét Không bằng anh đi tìm cô nào Rồi cùng nhau mở tiệm cơm đi Lúc ăn cơm chắc thấy ngon hơn đấy Không cho ông xã có cơ hội Oanh tạc lỗ tai của mình nữa Cô dành trước cúp máy Đem lại di động vẫn đang gọi đến mà run run chấn động, khóe miệng nổi lên một tia cười đắc ý nhưng cũng thực ngọt ngào. Hừ hừ, em chính là muốn chọc tức chết anh đấy. Kha Hiệu Tâm đang không chú ý mà cộng thêm đắc ý vành váo nên không phát hiện chiếc mini copper đã lệch ra khỏi làn đường xe chạy. Cổ quái là đèn GPS không ngừng lóe lên, nhắc nhở cô đã sắp tiếp cận vị trí mục tiêu một trận sương mù dày đặc bị gió thổi đến che lại cả đường đi thời gian phảng phất như bị màn đêm che giấu thế giới như bị ngăn cách rất xa ở ngoài kia a à. khoảng cách cùng với một chàng tiếng thét cắt qua vùng núi yên tĩnh âm thanh và chạm bén nhọn theo đó là tiếng bánh xe chuột qua khúc ngoặt cọ sát trên đường nhựa Bì đi copper lao ra khỏi đường xe chạy rơi xuống vực sâu một lát sau mọi thứ trở nên yên tĩnh. Giống như trên ngọn núi xa xôi xinh đẹp đó, chưa từng có chuyện xảy ra. Lại như một chú bướm bị cuồng phong mưa rào đánh tới, rồi ngoài im muốn biến mất. Trong vực sâu hoang vắng, toàn bộ đầu xe mini copper đều bị hủy, nhưng mà cực kỳ quái dị là không gian lại phẳng phất như không có gì đó xảy ra. Tiếng gió vẫn như cũ, cất lên làn điệu yêu thương của riêng mình. Nửa năm sau, theo như đa số sáng thứ hai và chiều thứ sáu là những buổi có số lượng sinh viên cúp học cao nhất nghĩ đến hai ngày đó trong lòng của các sinh viên đã sớm buông thả đơn giản là một tuần học sẽ tự động kéo dài thành ba ngày nghỉ trời càng đã nghiền càng hiện nhưng hôm nay không khí trong trường đại học thượng đức lại khác hẳn với ngày thường bình thường vào thứ sáu trong trường chỉ thấy thừa thớt sinh viên thế nhưng hôm nay có thể thấy người đến tấp nập Mọi người đều chen chúc cùng nhìn về một hướng, chính là tòa nhà Tĩnh Hoàng, cũng chính là hội trường của trường đại học Thượng Đức. Người không biết tình hình còn tưởng rằng hội học sinh tổ chức hoạt động có mời ca sĩ hoặc là dàn nhạc tới biểu diễn. Nhưng đến gần trước tòa nhà Tĩnh Hoàng, nhìn kỹ vào bảng thông báo mới biết, đây không phải là hoạt động thú vị gì mà là một buổi diễn thuyết mà trường học cùng với bộ giáo dục hợp tác. Chủ đề con đường của thế hệ trẻ, dũng cảm xây dựng sự nghiệp trong mơ. Người diễn thuyết Lôi Quang Hằng. Lôi Quang Hằng là ai? Anh ta rất nổi tiếng sao? Anh ta dựa vào cái gì có thể khiến cho một buổi diễn thuyết buồn chán biến thành mọi người phải lên web trường đăng ký tham gia trước cả tháng. Một hội trường lớn có sức chứa hơn 300 người, trong nháy mắt mọi chỗ ngồi đều đã chật cứng. Nếu lấy vấn đề này hỏi đám đông đang xếp hàng kia, rất có khả năng Bạn sẽ nhận được một ánh mắt xem thường Hoặc là một câu đầy vẻ nghi ngờ Bạn có thật sự là người Đang sống ở Đài Loan không vậy? Lôi Quang Hằng Tuổi 30 Là CEO nổi tiếng Giá trị con người của anh ta Đánh giá ít nhất cũng là con số 10 tỷ Bởi vì mẹ anh ta Mang dòng máu chung Nên anh ta cũng có được Một phần từ huyết thống lai tây Ngũ quan của anh ta tuấn giật Sáng láng, hợp với vóc dáng cao to. Hỏi xem mấy ai có thể được ông trời yêu ái, có được một thân hình hoàn mỹ như vậy chứ? Anh ta là một ngôi sao trong thương giới, có mặt trên các bìa tạp chí. Nhiều nhất đương nhiên vẫn là các báo về showbiz. Tên của anh ta thường xuyên cùng với cô diễn viên này hoặc là với cô người mẫu kia, cùng dính ở một chỗ. Anh ta phải nói là nhận hết sự yêu mến cùng hoàn nghênh của tất cả phụ nữ. Mắt hạ điểm hình không có một chút tiêu cự nào đi theo đám đông tiến vào trong hội trường trong tay của cô còn đang nắm giấy tờ quảng cáo của trường làm trên tờ rơi in một cách tường tận về tiểu sử sự nghiệp to lớn của người diễn thuyết bao gồm anh ta làm sao tiếp nhận gia nghiệp sụp đổ trong tay cha thiếu một chút nữa phải phá sản thế nhưng cuối cùng lại thành công trở thành bá chủ trong ngành thương mại một CEO trẻ tuổi kiệt xuất cùng với việc anh tự thân vận dụng tiền tài như thế nào có thể đầu tư chuẩn xác và sắc bén làm cho tiền sinh tiền thoải mái không phí sức kiếm tiền càng lúc càng củng cố thêm cho gia sản giàu có của mình nhưng về đời sống tình cảm của anh ta lại được người biên soạn tự nhiên lướt qua vì vốn dĩ đây là buổi diễn thuyết nghiêm túc chứ không phải là tiết mục tán chuyện trong những báo lá cải hạ điểm hình rất may mắn cô lấy vẻ ngẫu nhiên được xếp ở hàng thứ nhất, vị trí ngay chính giữa hội trường. Ở vị trí đó, cô có thể không hề ngăn cách mà nhìn thấy người diễn thuyết, thấy rõ ràng mỗi động tác của lôi quang hằng, còn có vẻ mặt biến hóa của anh. Một tay của cô ôm ngực đang nhảy lên kịch liệt, một tay cô siết chặt tờ rơi, đôi mắt thành tú long lanh đang khẩn trương nhìn về phía trước. Khi thời gian diễn thuyết vừa đến, 80% nữ sinh ngồi đầy hội trường, họ bắt đầu ồ lên hoặc là xì xào bàn tán, Thì thoảng lại thì thầm cười xấu hổ. Ánh mắt của mọi người đều phóng đến bụng diễn thuyết, ai ai cũng chăm chú nhìn bóng dáng thong rong của người đàn ông Tuấn Mỹ đang mặc một bộ âu phục được cắt may khéo léo vừa người kia. Ánh sáng lưu lại trên người anh chiếu từ tấm lưng rắn chắc vững vàng chiếu sáng lên một cặp chân dài có lực liên tục di động trước tiên nghênh đón anh ta là một nghi thức khí phách ở trong cử chỉ dáng đi của anh cũng được bộc lộ không thiếu sót. Tóc của anh dày có màu sáng như màu cà phê mocha, có vài sợi tóc rũ xuống trước, lộ ra vần tráng cao cao, sống mũi cao cũng tôn lên phần cao ngạo. Đôi mắt dài nhỏ thâm thúy giống như người phương Tây. Đó cũng chính là điểm gen con lai ở trên người anh phát huy rõ nét nhất. Anh thoạt nhìn Tuấn Mỹ giống như một pho tượng. Một pho tượng lạnh băng không có nhiệt độ, phần cảm đẹp đẽ cùng hai gò má thon gầy dưới ánh sáng đầy đủ càng lộ ra vẻ anh khí khí khái mà hào hùng bàn tay to rộng đang đặt hai bên đài diễn thuyết đôi mắt giống như là bảo thạch ấm áp nhưng lại có vẻ lãnh khốc vô tình cái nội tâm của hạ điểm hình đều quấn quýt sương mù trong đáy mắt chuyển động tờ rơi in hình ảnh của lôi quang hằng đã muốn bị hai tay cô vỏ nhăn nhúm chào các bạn tôi là lôi quang hằng âm thanh quen thuộc trầm ấm kia vang lên giọng nói nam tính giống như tiếng đàn violon xuyên thấu qua micro truyền lại vang vọng khắp hội trường cô nhắm hai mắt lại ngăn không cho nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhưng cô lại có thể cảm nhận được nước mắt mãnh liệt đang chảy vào đáy lòng hôm nay anh thắt một cái calavat đó chính là quà kỷ niệm ngày kết hôn cô đã tặng cho anh còn hai chiếc khuy áo ngọc lưu đi kia chính là quà Noel cô tặng. Thật không hiểu nổi, lôi quang hàng đã kết hôn. Tại sao mọi người cứ hứng thú với anh ta như vậy nhỉ? Bạn học nữ bên cạnh vừa thưởng thức Tuấn Nam vừa tán chuyển. Hạ điểm hình thoáng buông xuống sương mù nhiễm ướt đôi mắt, không yên lòng lắng nghe cảm xúc dùng chuyển bất an. Không phải đã kết hôn, mà là đã từng kết hôn. Một bạn nữ khác lập tức lên tiếng để sửa cho đúng. Hả? Vậy anh ta ly gì à? Không, vợ anh ta nửa năm trước gặp tai nạn giao thông chết rồi. Quá, wow, trò hay kịch tính nha. Về sau bạn học nữ lại nói thêm một đống tin đồn trên tạp chí. Tất nhiên đều về lôi quang hằng. Tỉ như sau khi vợ anh bị tai nạn xe cổ chết bất ngờ, có một thời gian anh không xuất hiện ở trường hợp công khai. Thẳng đến một hai tháng nay anh mới dần dần khôi phục lại và những hành trình được sắp đặt trước đó mấy tin tức này hạ điểm hình đều biết phàm là tin tức có liên quan đến lôi quang hằng chẳng may là phóng viên vu vơ của một tờ báo nhỏ cô cũng không bỏ rót nhưng ngức ánh mắt ngập nước lên cô nín thở ngưng thần cẩn thận chu đáo lặng nhìn người đàn ông trên bục kia sự hiện hữu của anh làm người ta không thể bỏ qua tựa như một ánh sáng rực rỡ đã từng Anh chính là ánh sáng không thay đổi của cô Là sự ấm áp sưởi ấm duy nhất Trong cuộc đời cô Kết hôn 2 năm Cuộc sống có vui, có buồn Hai người có thể vì vị trí Để bàn trải đánh răng mà cãi nhau Cũng có thể chỉ vì một cái mỉm cười Khiến cho ánh mắt không thể tách rời đối phương Tuy rằng luôn tranh cãi ẩm ĩ không ngừng Nhưng hai người càng cãi nhau Lại càng yêu nhau hơn cả hai còn có thể vừa cãi nhau vừa hôn môi xuyên thấu qua cái ôm thân mật để phát tiết tức giận cô biết dù sao anh còn trẻ sự mê hoặc bên ngoài rất nhiều có lẽ ngày nào đó anh sẽ đối với đời sống hôn nhân cảm thấy chán ghét cũng có thể một ngày nào đó anh tỉnh lại sẽ thấy cô phiền chán ngấy cô cũng không phải cô chưa từng tưởng tượng qua cả hai hình như có một cuộc hôn nhân ngọt ngào đó chỉ là cách nhìn bên ngoài nhưng cũng không ngoại trừ có một ngày sự hoàn mỹ ấy thay đổi hoặc là xuất hiện vết rách thậm chí là có khả năng anh sẽ yêu cô gái khác nhưng cô chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ bởi vì cô chết mà chấm dứt nhịp tim của hạ điểm hình càng mạnh và loạn nhịp hơn trước cô xem xét kỹ người đàn ông đã từng cùng cô cơ thể hòa hợp nhiệt độ nội dung anh đang diễn giản căn bản là không tiến vào tay cô. Quang Hằng, ánh sáng vĩnh viễn của cô. Nhưng mà, nay cô đã biến thành một người khác với bộ dạng này, anh sẽ lại yêu cô chứ? Một giờ diễn thuyết cuối cùng chấm dứt, tất cả các bạn học nữ, vẻ mặt đều mang vẻ si mê, phẳng phất còn đang trong mộng. Một số ít bạn học nam thật sự nghe ra được những kỳ vọng trong tương lai. Hy vọng một ngày kia họ có thể theo học kinh nghiệm của anh để thành công, cũng trở thành người đàn ông toàn tài giống như anh, sở hữu mọi thứ tài sản danh lợi. Tàn cuộc, nhưng có một đám bạn học nữ đuổi theo lôi quang hằng, so với đuổi theo sao băng còn nhanh hơn. Có người muốn ký tên, có người muốn chụp chung ảnh. Có thiên hình vạn trạng tất cả các lý do để dây dưa với anh. Khuôn mặt của lôi quang hằng tuấn tú lạnh đồng, con người màu hổ phách giống như được tôi luyện trong hàn băng sắc mồi khép chặt có một chút tái nhợt để mặc cho nam trợ lý cùng với giám thị liều mình ngăn người cho mình nhưng đám đông thật sự rất mạnh mẽ lập tức từ bốn phường tám hướng bao vây đèn thân hình cao lớn của anh vây ở trong bức tường người nếu không phải bởi vì buổi diễn thuyết này từ nửa năm trước đã định không thể hủy bỏ anh căn bản sẽ không muốn xuất hiện tại nơi này anh cảm thấy bản thân giống như bị móc rỗng ruột. Cơ thể chỉ còn lại sự lạnh lùng hư không, tĩnh mịch chiếm cứ cả con người anh. Linh hồn của anh đã muốn bay tới phương xa không biết tên. Bởi vì cô đã không còn bên cạnh anh nữa, cô đã không tồn tại trên cái thế giới này. Lôi quang hạng, anh dựa vào cái gì mà đi trước em? Bỗng dưng một tiếng nói thanh thúy yếu ớt vang lên khiến cho sự tĩnh mịch trong người đàn ông chấn động, giống như có một mũi tên sắt vô hình bắn vào tim của anh vậy. Giá người anh Tuấn của anh phút chốc cứng đờ, sau đó anh dừng bước, nhìn lại bốn phía. Anh luôn tin vào thính giác của mình sẽ không sai, cái giọng ra lệnh kia đúng là cô. Hai mắt anh từ trống rỗng chuyển thành vô cùng lo lắng. Anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hình ảnh trong đầu mình. Hiểu tâm, tình yêu vĩnh viễn chân thành của anh lời tiên sinh có thể nhờ anh giúp tôi ký tên được không có thể chụp ảnh được không chỉ một tấm thôi anh phóng ánh mắt nhìn quanh tất cả đều là những gương mặt nữ sinh ngây thơ không thể thấy gương mặt kiểu mị lại bướng bỉnh kia trong lòng của anh lại dần lại xuống lúc trước bác sĩ tâm lý có đánh giá qua anh sẽ xuất hiện ảo giác cùng với huyễn thính giống như nghe thấy những âm thanh không có thật vậy sau tổn thương tâm lý, lúc ấy anh còn cười lạnh không thèm để ý. Kết quả mau như vậy. Nó đã xuất hiện rồi, anh có nên thấy may mắn vì mình có một bác sĩ tâm lý giỏi hay không? Lôi quang hằng chuyển tầm mắt tiếp tục đi về phía trước, con người màu hổ phách lại biến trở về lạnh lùng như trước, tựa như một con báo không có cảm tình, chỉ còn lại bản năng săn bắt. Ngày lúc anh chuẩn bị rời ra khỏi hội trường anh thấy một cô gái nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt, tóc nâu đang ngồi dưới cầu thang, môi tựa hồ đang run run. Khi ánh mắt giao nhau, anh bỗng nhiên ngẩn ra, lồng ngực sớm đã trống rỗng, trong nháy mắt nổi lên chấn động. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo, lặng lẽ tử tế suy nghĩ. Bộ đồ cô đang mặc có kiểu dáng đơn giản, cổ tay áo có điểm chút ren, đôi chân gầy đã được bao lấy trong một chiếc quần đen trắng trên đế giày còn có dấu hiệu đá mòn do ma sát nhiều. Khung xương của cô nhỏ gầy, khuôn mặt hơi nhỏ, cặp mắt lại đặc biệt hơn. Khóe mắt hơi xếch lên giống như đá mắt mèo. Trong mắt như nước, đôi môi như hai cánh hoa. Phối hợp với kiểu tóc đáng yêu. Nhìn qua cực kỳ giống với một tinh linh ở trong rừng từ chuyện cổ tích bước ra. Bình tĩnh mà xem xét khí chất của cô tươi mát, thân hình, đơn bạc gầy gò cá tính riêng đặc biệt nổi trội nhưng tuyệt đối không đẹp bằng những cô gái anh đã từng gặp tuổi cô còn rất trẻ chỉ là một cô gái chưa hiểu thế sự ngọt ngào thế nhưng lại ngây ngô mà đàn ông ở tuổi anh vô tâm suy nghĩ đến chuyện cùng nữ sinh dắt tay hôn môi lôi quang hằng môi của cô như cánh hoa bấp máy giống như cô đang dùng hết sức lực toàn thân thật vất vả mới thốt ra được cái tên này. Nhưng anh không phản ứng, rất nhanh anh liền khôi phục bình thường. Anh lạnh lùng nhìn cô, anh cho rằng cô là những nữ sinh háo sắc, căn bản anh không muốn để ý đến cô. Bước chân lôi quang hàng nhanh hơn, bỏ qua một bên tầm mắt nhìn về phía xa, nam trợ lý theo sát phía sau, ánh mắt tràn ngập phòng bị, liếc về phía hạ điểm hình. Hạ điểm hình đứng ở cầu thang gần cửa ra, không nhúc nhích mà nhìn anh bước đi. Hốc mắt của cô tự nhiên ẩm ướt. Người từng mỗi đêm trao nhau hơi ấm, nay gặp lại như không quen biết. Tại sao, tại sao ông trời lại trêu cô như vậy? Ngày lúc thân hình cao lớn của lôi quang hằng chuẩn bị lướt qua vai nhau, thì hạ điểm hình đột nhiên nắm lấy tay áo anh. Nam trợ lý trước tiên muốn ngăn cản khuôn mặt tuấn tú lạnh băng của lôi quang hằng lại liếc về phía cô. Vừa rồi ở hội trường, bị nhiều cô gái trẻ tuổi háo sắc ngăn cản đường đi, kiên nhẫn tích lũy của anh đã lên tới đỉnh. Hiện tại, lại chạy ra một cô gái không biết nặng nhẹ, tùy tiện mà đụng chạm vào mình. Anh vốn là người có tính tình không tốt, cho nên lập tức bị chọc giận. Trên đời này, người dám cùng anh mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ý kỵ, trước khí thế của anh, thậm chí còn dám khiêu chiến cực hạn của anh đã ra đi rồi. Lôi quang hằng, Anh có khỏe hay không? Biết rõ là không nên Biết rõ anh không có khả năng nhận ra cô Hạ điểm hình Lại vẫn không thể kiềm chế được khát vọng trong lòng Muốn biết tình hình gần đây của anh Nghe cô dùng giọng điệu Vô cùng quen thuộc hỏi mình Ánh mắt của lôi quang hằng Âm nhu nhăn lại Cô ta nghĩ cô ta là ai Bạn học Cô nhanh buông tay ra nam trợ lý không muốn động tay nhưng anh ta cũng lo lắng bị ghép vào tội quấy nhiễu tình dục gặp nhiều phiền toái nên chỉ đành phải nghiêm giọng tàn khốc ra lệnh với cô trước kia có bao giờ có bị trợ lý của anh nạt nổ đâu người đứng bên cạnh anh nhìn thấy cô đều phải thân thiết chào đón ai dám chọc giận con mèo nhỏ táo bạo là cô chứ? trong khoảng thời gian ngắn tính tình bướng bỉnh của hạ điềm hinh cũng bị khơi mào cô đã quyền linh hồn của mình đang ký túc ở một thể xác khác. Cô hất cặp mắt mở to cặp mắt, trừng hướng nam trợ lý. Lý Nguyên Tu, hôm nay anh uống nhầm thuốc hả? Hay trước khi ra cửa đã quên thông trang? Trợ lý nghe vậy liền thất thần. Này, nữ sinh này sao lại biết tên của anh ta chứ? Giữa chân mày của lôi quang hằng càng hẳn sâu. Rất tự nhiên liên tưởng cô và trợ lý Thành có quen biết. Lý trợ lý, cậu biết cô gái này ư? Dạ, không biết. Lý trợ lý lập tức kêu oan. Lôi quang hằng cũng không để tâm miệt mài tìm hiểu. Anh khép nhẹ đôi mắt hổ vách, liếc bàn tay đang níu lấy áo mình. Khẩu khí rét lạnh, tự mình hạ lệnh. Buông tay. Cho dù là lúc hai người cãi nhau ẩm mỹ nhất, cô cũng chưa thấy qua bộ dạng lãnh huyết như ác ma này của anh hạ điểm hình không khỏi co rúm người đại khái là do thân thể này đã bị tạo áp lực linh hồn ký gửi trong đó càng lâu ngay cả cô vốn là người cá tính cũng phải chịu ảnh hưởng sợ thì sợ nhưng cô vẫn không có buông tay nửa năm qua anh có khỏe không nghe thấy thời gian nửa năm nhạy cảm lôi quang hằng giống như là dã thú bị chọc giận. Ánh mắt của anh nheo lại như là muốn xé rách người trước mặt. Anh im lặng hung hăng, bỏ tay hạ điểm hên ra. Vì anh dùng sức mạnh nên hại cô phải lùi lại hết mấy bước, thiếu chút nữa là té nhào. Biết người nữ sinh này khiến cho đại bốt bùng nổ. Lý trợ lý nhanh chóng, hợp thời gian mà ngăn cách tầm mắt của hai người. Tổng giám đốc, lái xe đã tới đây. Vì không chậm trễ thời gian chúng ta hãy nhanh rời đi. Chống lại ánh mắt tức giận như dã thú của lôi quang hằng, lưng của lý trợ lý trong nháy mắt ướt đấm. Hạ điểm hình tức giận, thật gấp, thật hận. Tại sao lúc trước ông trời không cho cô chết hẳn luôn đi? Kết quả hiện tại, linh hồn của cô phải ký túc ở một thể xác khác, đem cô biến thành kẻ bị tâm thần phân liệt, không biết rõ mình rốt cục là ai. Càng đừng nghĩ tới ai sẽ tin lời cô nếu cô thật sự vọt tới trước mặt của lôi quang hằng mà hô to em là kha hiệu tâm là người kết hôn hơn hai năm với anh kha hiệu tâm đây kha hiệu tâm mà anh vừa giận vừa yêu cô nghĩ kết cục tám chín phần không phải bị trở thành kẻ bệnh tâm thần thì chính là bị coi như người bảy mưu muốn tiếp cận anh một cô nàng háo sắc nói dối với vẩn nào đó nhìn bóng dáng cao lớn của anh dần dần đi xa nước mắt ngưng tụ của hạ điểm hình rốt cục cũng chảy xuống thấm ướt cả khuôn mặt trẻ trung mãi đến khi thân hình cao lớn trong lòng của cô hoàn toàn biến mất cô mới đi đến trước cửa thủy tinh nhìn lại bản thân cảm giác thật xa lạ cùng với sự bất an về tương lai có đôi khi ngay cả cô cũng không biết mình rốt cục là ai là người đã chết kha hiệu tâm hay là u hồn thay thế hạ điểm hình sống tiếp cuộc sống này trong trung tâm thương mại tại khu vực ăn uống ngày nghỉ là thời điểm mọi người đến dùng bữa đông nhất khu ăn uống vô cùng đông đúc nhân viên vệ sinh phải tiêu tốn sức lực và dùng tốc độ nhanh gấp 3 lần so với ngày thông thường các nhân viên ai cũng phải dùng đôi mắt tinh thường và đôi tay nhanh nhẹn chỉ cần khách vừa rời khỏi chỗ thì trong phòng 10 giây nhân viên phải có mặt để thu dọn chén đĩa ngay Hạ Điềm Hình, gần đây cậu thật sự rất kỳ lạ. Người đang nói chính là Minh Tinh, cũng chính là nhân viên vệ sinh bán thời gian. Cô vừa lau dọn xe đầy của mình, vừa liếc nhìn về phía cô gái đang thu dọn bàn ăn. Không trả lời lại, Hạ Điềm Hình rũ bì mắt, mặt không thay đổi, đem thức ăn vừa trên bàn ăn còn dư lại, đổ hết vào trong thùng rác trong xe đầy thu dọn của mình. Mà động tác của cô cũng không thuần thục như trước đây làm cho thức ăn bắn tung tóe dính lên tạp dề màu xanh cô khẩn trương nhắm hai mắt nhịn xuống ý nghĩ muốn nôn đang xuất hiện trong đầu rồi lại bắt buộc chính mình chết lặng tiếp tục công việc thấy cô khẩm tiếp lời bình tình cảm thấy như là bị người ta bỏ qua một bên ngượng ngùng cô ngừng suy nghĩ rồi lại quay ngay tới làm việc tiếp chỉ là ánh mắt vẫn thi thoảng bay tới trên người của hạ điềm hình cô ấy cùng với hạ điềm hình là bạn biết nhau trong quá trình làm việc chung hai người đều đến từ những gia đình nghèo cô ấy có một gia đình nghèo đơn thuần hạ điểm hình thì có một cha kế thích đánh bạc lại lười biếng mà thân thể mẹ hạ điểm hình cũng không tốt cho lắm nói không hoa chính là một cái ấm sắc thuốc bình thường bà ấy chỉ có thể làm chút việc vặt trong nhà từ trung học cô đã phải vừa học vừa làm năm trước cũng may mắn thi được vào trường đại học bình thường nửa năm trước. Hạ Điểm Hình trên đường đi làm đã bị một tai nạn xe cộ nghiêm trọng, hôn mê gần nửa tháng mới khôi phục được ý thức. Khoảng 3 tháng trước mới trở về khu ăn uống này làm việc lại. Có thể do trải qua giây phút sinh tử, cô tựa như biến thành một người khác. Bộ luận là cá tính hay thói quen đều đã khác trước rất nhiều. Cha kế của cậu gần đây còn động tay động chân với cậu không? dừng động tác một chút, bình tình dò rét đến gần bên cạnh Hạ Điểm Hình. Hạ Điểm Hình nhìn xung quanh hai bên, quan sát xem có bạn cần thu dọn hay không nữa. Cô cũng không để ý, trả lời. Tháng trước, ông ta cùng với một đám nhậu chạy tới mà cao đánh bạc. Không rảnh động tay động chân với tôi. HBT Channel. Vậy mẹ cậu có khỏe không? Bình tình lại hỏi. Như cũ, uống thuốc thay cơm mẹ cậu đúng là cố chấp, yêu nhầm người, còn chết cũng không chịu thức tỉnh. Bình tình thì thầm, ngồi trên ghế sofa bằng da nhập khẩu, hạ điểm hình một thân quần áo công nhân vệ sinh rõ ràng cùng nơi này không hợp cho lắm. Nơi này chính là văn phòng bách hóa của lôi quang hằng. Mặt khác, anh cũng có tòa nhà tổng bộ khác. Văn phòng này chỉ là phòng ngẫu nhiên anh đến nơi đây đi dạo nên ngồi một chút. Bình thường nơi này luôn không có ai vào lôi quang hằng cảm thấy mình đại khái muốn điên rồi ngay cả không điên thì cũng cách mức điên không xa anh ở trước mặt công chúng bị một cô gái cho ăn tát mà cô gái đó chỉ là một cô nhân viên vệ sinh kiềm chức tại khu ẩm thực nhưng lạ lùng là anh không giận cũng không lập tức bảo cô cút đi ngược lại anh còn đem cô lôi vào thang máy một đường mà kéo tới văn phòng trên tầng cao nhất trong trung tâm thương mại nhiều năm làm việc ở văn phòng hơn nữa trong mình chảy dòng máu lai nên màu da của anh rất trắng cái tát kia khi nãy ở trốn đông người không dấu vết gì nổi lên thế nhưng bây giờ trên má của anh đang chậm rãi nổi lên những dấu tay hồng hồng tầm của hạ điểm hình hơi đau một chút hai bàn tay đặt trên đùi cũng nắm thật chặt lại mắt to hẳn đầy lòng đố kỵ lòng đố kỵ ư Lôi quang hằng vì nhận thức như vậy mà cảm thấy buồn cười. Anh cùng với cô bé này chỉ gặp qua có hai lần, nhưng cô ấy lộ ra dáng vẻ như đã yêu anh cả đời rồi. Giống như cô không thể chịu được mà bộc phát lòng đố kỵ khi thấy anh cùng với người phụ nữ khác dựa vào quá gần như vậy. Bộ dạng kia rất giống như... Không, anh đến tột cùng là đang làm cái gì đây? Khá tử linh thì không nói làm gì, vì ít nhất cô ta cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Hiệu Tâm. Nhưng cô bé trước mắt này cùng với Hiệu Tâm, từ đầu đến chân không có chỗ nào giống nhau. Nhất định là anh điên rồi, nên mới có thể nhìn một người xa lạ thành Hiệu Tâm. Nhưng mà đem cô kéo tới nơi này là anh. Bây giờ anh cũng chưa tìm được bậc thang nào cho mình đi xuống, nên cũng chỉ có thể thâm trầm dùng đôi mắt màu hổ phách lạnh độc nhìn cô. Cô thoạt nhìn không lớn lắm, đại khái khoảng 18-19 tuổi, nhưng mà ánh mắt lại không sợ sệt gì, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt của cô lóe ra một tia không vui vẻ, nhưng dáng vẻ ấy lại bị khuôn mặt non nớt trung hòa làm dịu xuống. Nói bóng nói gió một lúc mới biết được, đại khái là bởi vì từ nhỏ cô ấy đã sinh trưởng trong gia đình không đầy đủ. Cá tính hạ điểm hình húm núm nhát gan, kể cả đối với bản thân cũng thiếu sự tự tin. Rất nhiều việc đều chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Hay ra, tính cách của cô trong thân thể mới này lại có sự khác nhau rất lớn. Nó khiến cô rất khó khi phải giả trang thành hạ điểm hình mà mọi người vẫn quen thuộc trước kia. Nhưng vì để tránh những chuyện phiền toái không cần thiết, hơn nữa trong khoảng thời gian này cô cũng tích lũy được rất nhiều bài học. Cô phát hiện nếu có thể cô vẫn nên cố gắng giả bộ nhu nhược như vậy thì tốt hơn. Bởi vì như vậy mới không phải rước lấy những đống phỏng đoán cùng với đoán mò từ những người xung quanh. Điểm hình, có thể vào không? Tấm ván cửa mỏng đã bị gõ nhẹ hai cái. À, mẹ! Cô lập tức ngồi dậy nhìn về phía cửa phòng. Lại nói tiếp rất quỷ dị, bốn cô cũng chính là Kha Hiệu Tâm, bởi vì mẹ bắt sớm cho nên trong lòng cô vẫn luôn khao khát có tình thương của mẹ. Này sống lại chính là hạ điểm hình. Thế nhưng cô thật sự có mẹ ruột. Nhưng cha thì đổi thành một người cha kế không cùng huyết thống. Tình trạng này đối với Kha Hiệu Tâm hoàn toàn tương phản. Cô có thể hoài nghi hết thảy các thứ này là do ông trời tính toán, an bài hay không? Lầm ngầm hương mở cửa đi vào, Sắc mặt của bà ốm yếu Do bệnh nhiều năm mà tái nhợt Khiến không nhìn ra một tiểu huyết sắc Làm cho người ta nghĩ Phải chăm sóc bà thật tốt mới được Mà đó cũng chính là lý do Khiến cho hạ điểm hình Không thể bỏ lại thân phận mới này Có lẽ Linh hồn của cô cùng với tất cả Những chuyện này không có liên quan Thế nhưng thân thể này Lại không thể chặt đứt công xiềng huyết thống Cô không thể ích kỷ Mặc kệ linh hồn của hạ điểm hình bài tới nơi nào. Nếu cô đã chiếm thể xác này, thì cô phải có nghĩa vụ chiếu cố lầm ngầm hương. Điểm hình, còn ăn tối chưa? Mẹ nấu một nồi mì, còn có muốn ăn chút gì hay không? Lầm ngầm hương tự ái mà hỏi. Đây là sự ấm áp cô chưa từng có được trước đây, một người mẹ ruột thịt đúng nghĩa. Hạ điểm hình, lén xua đi nước mắt nơi đáy mắt. Cô mỉm cười rời giường rồi ôm lấy thân thể gầy yếu của bà. "Mẹ, mẹ ăn chưa? Không phải mẹ lại chờ con về nhà mới ăn đấy chứ?" "Mẹ ăn rồi, nhưng là con đó. Con lại vừa làm thêm vừa phải đi học. Lúc trước mới bị tai nạn xe cổ, mới chỉ phục hồi thôi. Con phải chú ý thân thể của mình nhiều hơn mới phải." "Mẹ đừng lo lắng, con còn trẻ, lực phục hồi rất nhanh." mẹ vẫn chiếu cố mình mới là quan trọng nhất có thể ôm lấy mẹ tận tình làm nũng như vậy vẫn là tâm huyết của cô bấy lâu nay không thể tưởng được cho đến khi chết rồi sống lại cô mới có thể thực hiện điều này ông trời thật sự là đùa giỡn cô trong đáy lòng của cô bất đắc dĩ thở dài bà còn ngày mai sẽ trở lại vừa nhắc tới người đàn ông kia giọng nói của lâm ngâm hương trở nên nhu nhược rất nhiều, ánh mắt cũng biến thành lo sợ bất an. Ông ta là cha kế, không phải ba con. Cái loại người này cô mới không cần kêu ba. Điểm hình, mẹ biết là mẹ có lỗi với con. Lầm ngầm hương nghẹn ngào muốn khóc. Mẹ, đủ rồi, con không muốn nói chuyện này nữa. Ít nhất trước khi cô nghĩ ra đối sách, cô tạm thời không muốn bàn đến nữa cho dù cô chấp nhận dùng thần xác của hạ điểm hình để sống tiếp nhưng cũng không có nghĩa cô cũng sẽ chấp nhận luôn cả vận mệnh bi thảm của hạ điểm hình cô cự tuyệt làm người không ai yêu thương nhưng trước mắt cô vẫn không có lối giải thoát nên chỉ có thể tạm thời kéo dài hao tồn dù sao bây giờ trong tay cô cũng không có tiền muốn thu xếp cho lâm ngâm hương cho bà một cuộc sống an ổn vẫn còn phải chờ đợi thời gian nữa. Hai, nhìn không được, cô lại thở dài một tiếng. Đời trước, cô được lôi quang hằng sùng ái. Mỗi ngày mở mắt ra, cô chỉ cần hưởng thụ cuộc sống, tận tình vui chơi. Có bao giờ cô vì tiền mà phải lo âu như vậy đâu. May mắn trải qua hơn nửa năm, điều chỉnh tâm lý cùng với thực tế ngày trước mắt. Hơn nữa, hôm nay lúc nói chuyện với lôi quang hằng, cô cũng phát hiện mình so với trong tưởng tượng kiên cường hơn rất nhiều rất nhiều chuyện sau khi thấy ngược lại cô lại cảm thấy cũng không có gì to lớn nó cũng tựa như một cơn gió một cơn mưa rào qua rồi sẽ tốt hơn sau khi không nói về chuyện đó nữa hai mẹ con lại trò chuyện cười nói với nhau cả hai cùng ngồi trong gian bếp chật hẹp đơn sơ mà ăn mì ngay lúc cả hai đã ăn xong chuẩn bị thu dọn chén đũa thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Hai mẹ con đều lặng đi một chút. Mặt của Lâm Ngâm Hương lộ ra vẻ bất an. Còn cô thì đề cao cảnh giác tiến lên mở cửa. Mở khóa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra bên ngoài. Cô liền sừng sốt. Cô tưởng mình đã hòa mắt. Thế nhưng rụi rụi mắt một hồi. Khuôn mặt tuấn tú của lôi quang hằng vẫn không có biến mất. Mà anh vẫn tiếp tục dùng ánh mắt bề nghĩa để nhìn cô từ khe cửa. Mở cửa. Trầm mặc giằng co khoảng 30 giây, lôi quang hàng lạnh lùng buông mạnh lạnh. Dựa vào cái gì? Cô bị giọng điệu bá đạo của anh chọc cho nổi điên, đôi mắt cô thành tố trừng lớn, gương mặt kích động tức giận. Chính là biểu tình này, mỗi khi tức giận, cô gái có tên Hạ Điểm Hinh này luôn lộ ra vẻ mặt này giống như mỗi khi hiệu tâm khiêu chiến cực hạn của anh một cỗ năng lượng vô hình dẫn dắt anh tới đây sau khi đọc tài liệu về cô anh lại như bị thúc giục muốn đến đây gặp lại cô anh có phải điên rồi không nhưng bác sĩ tâm lý có nói người điên thường đánh mất khả năng nhận thức họ không có khả năng thừa nhận mình điên bởi vậy khi anh hỏi anh có điên không thì trên cơ bản lý trí của anh vẫn hoạt động bình thường nếu không muốn bị tôi khởi kiện cô tốt nhất nhanh ra đây cách một cánh cửa anh tràn ngập ý cảnh cáo với cô lôi quang hằng bỗng nhiên đưa ra một tờ đơn mày kiếm xinh đẹp thầm thuế nhếch lên nụ cười như có như không nơi khóe miệng cũng kéo lên đó là cái gì cô nhíu mi bởi vì cách một khoảng cách khiến cô thấy không rõ lắm trên tờ đơn viết điều gì chứng nhận thương tích có bệnh viện chứng minh Đồng tử màu hổ phách Nhìn chằm chằm cô Giống như một con báo Đang nhắm con mồi Gợi cảm xinh đẹp Thế nhưng lại cực độ nguy hiểm Anh... Anh muốn kiện tôi Thiếu chút nữa Cô đã lên tiếng thét chói tai Lôi quang hằng Cái tên hỗn đản này Từ khi nào anh ta trở nên nhỏ nhẹ như vậy chứ Ngay cả cái loại yếu thế đáng thương Như cô mà cũng muốn ăn hiếp sao? Tính người của anh ta đã bốc hơi rồi ư? Mở cửa đi, chúng ta đi vào rồi bán. Anh dương cầm, chóc mũi cao ngất, chống ngay tầm mắt của cô. Từ khi nào anh học được dùng chóc mũi mà chừng người ta chứ? Thái độ ngạo mạn lại ương ngạnh. Kẻ có tiền có thể lớn lối, đều ra sắc mặt này sao? Sao trước kia cô lại không phát hiện ra chứ? điểm hình là ai đó giọng nói bất an của lâm ngâm hương từ chóp nhà vọng ra cửa không có việc gì à là bạn con đến chơi mẹ à con đi ra ngoài một chút mẹ nghỉ ngơi trước đi quay đầu nói xong cô lập tức đóng lại không muốn để cho bà bắt gặp lối quang hằng dương mắt lên mắt của cô liền chống lại với cặp mắt màu hổ phách khiến cô tràn ngập cảm giác bị áp bức Cứng ngực cô lại phát giác Mình vẫn cảm giác anh vô cùng quen thuộc Cùng với thật sâu Quyến luyến và ỉ lại Lôi quang hàng rõ ràng Bắt được thâm tình trong mắt cô Cái loại ánh mắt tức giận Không được tự nhiên này Cùng với bộ dạng khi mà hiệu tâm cãi nhau với anh Quả thực rất giống nhau Tùy tiện ở đâu cũng được Chỉ cần không ở nhà tôi Nói là được rồi Mẹ tôi thân thể không tốt, không tiện Cô tức giận khó tiêu mà trường anh Anh ta dám hăm dọa cô Ăn no rừng mỡ phải không Hay là người đàn bà bên người Phục vụ anh ta không thoải mái Cho nên muốn tìm cô Để khai đao cho hạ giận Hiếm thấy là Lôi quang hằng bị cô trừng Nhưng anh lại ngoài ý muốn cười khổ Khó có thể tin Ngay cả góc độ cô trường anh Cũng rất giống với hiệu tâm Để theo tôi anh có thâm ý khác, nhìn xuống đất, liếc mắt một cái, rồi mới xoay người đi ra khỏi khu nhà trọ cũ kỹ này. Cơ hồ là ngay lúc kéo ghế ngồi xuống, trong lòng của Hạ Điểm Hình đã dâng lên một xúc động muốn khóc. Quán cà phê ở ngay giữa sườn núi này từng là nơi mà cô thích nhất. Ông chủ là nghệ thuật gia người Pháp, bởi vì muốn tìm được một sáng tác bình gì nên chạy tới nơi này tìm linh cảm cuối cùng linh cảm không tìm được ngược lại ông ta lại mở một quán cà phê mà mỗi ngóc ngách đều tràn đầy cảm hứng nghệ thuật loại cà phê nhập khẩu từ châu phi này được xây ngày tại chỗ khiến cho không gian bao phủ bởi mùi cà phê thoang thoảng mỗi ngày những ly cà phê được pha chế tùy hứng theo tâm trạng của ông ta mỗi lần tới đều mang cho cô cảm giác bất ngờ mới lạ vào ban đêm nơi đây còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp rực rỡ nhiều màu sắc nhớ rõ mỗi lần cùng anh tranh cái ở mỹ xong cô thường một mình lái xe đến nơi đây uống cà phê để có thể bình ổn tâm tình nhưng kha hiệu tâm đã không còn ở đây chỉ còn lại một thân phận là hạ điểm hình cô đã từng tới nơi này sao lôi quang hằng từ đầu tới cuối đều tỉnh rỗi quan sát cô đương nhiên vẻ kinh ngạc đến vui sướng Thế nhưng cuối cùng lại quay trở về với cảm giác tịch mịch của cô Anh đều thấy rõ cả Không có Cô ngẩng đầu làm bộ như không có việc gì Ánh mắt ngừng lại trước khuôn mặt tuấn mỹ của anh Chậm chạp không rời đi Cô có vẻ rất quen nói dối Anh nâng khóe miệng Rõ ràng vừa mới bắt đầu Cô đã bày ra thái độ quen biết tôi nhưng về sau, cô lại nói Cô chỉ là một người lạp công Quá độ mê luyến tôi Cô cố ý muốn tôi phát hiện Cô đang nói dối Hay là do kỹ xảo nói dối của cô Ít ỏi như vậy À, Di San này Nói chuyện với chú Nhất định phải như máy xe sao Cô bị anh không phòng độ Châm chọc kích thích Quả thực là tức muốn chết Cô kêu tôi là gì Anh nheo đôi mắt giọng đột nhiên biến lạnh. Là Ozisan. Cô há to mồm, phát âm rõ ràng, giống như sợ anh ngãy ngáng, nghe không hiểu. Lôi quang hằng chán nản. Anh mới 30 tuổi, tự nhiên bị kêu cô là chú. Anh đúng là điên rồi sao? Mặc danh kỳ diệu tìm được cô, còn xem cô mang đến nơi trụ sở bí mật, hữu tâm thích nhất. Đến tột cùng, anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn khuôn mặt lạnh băng, bởi vì tức giận mà nổi lên biến hóa. Ánh mắt cũng thêm vài phần giận dữ. Hạ điểm hình trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng thế, như vậy có vẻ giống anh hơn. Bộ dạng như muốn đem mọi người đóng băng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, không giống anh chút nào. Buông lòng tâm tình, không để ý tới sự tức giận của anh. Cô mở menu, theo thói quen nói. Tôi muốn uống một caramel, macchiato, nhiều đường, nhiều sữa. À, dạo này chỉ ăn mì rồi Một chút mùi vị cũng không có, thật không có dinh dưỡng. Thận tiện giúp tôi hỏi một chút, bây giờ còn có thể gọi cơm không? Lôi quang hàng nghe vậy, tuy rằng giọng không giống, nhưng giọng điệu gọi cơm của cô, cùng với dáng vẻ nũng điệu vô cùng thân thiết, tất cả đều cực kỳ giống. Trái tim của anh đang cuồng loạn, máu trong cơ thể anh giống như sôi trào. Anh nói không nên lời là tại sao? Nhưng anh chính là có cảm giác Cô bé này tuyệt đối cùng với hiệu tâm Có liên kết không tầm thường Thế là anh tỉnh rủi Thay cô gọi cơm Lại nhìn cô dựa lưng trên ghế rửa duỗi thẳng tấm lưng mệt mỏi Khuôn mặt tựa hồ như mệt giá rời Đôi mắt to như tinh linh Khẽ khép lại Lồng mì thật dài chậm rãi lay động Giống như cánh bướm đậu trên cánh hoa thư giãn Hạ điểm hình Anh gọi cô một tiếng Hả? Cô dùng hai tay chống dậy ghé vào mép bàn. Ánh sáng lưu động trong mắt, chăm chú nhìn anh. Khuôn mặt giống như đổ sứ trắng, không một chút thấy lạ lắm. Khóe mắt hơi nhếch lên, dáng vẻ bế nghế nhìn anh. Sự việc đã ra khỏi quỹ đạo thông thường, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của cô. Cô thật sự trợn mắt, há hốc miệng. Lôi Quang Hằng vốn là người theo thuyết vô thần, căn bản là tin đến mê người. Vậy mà lại không hề nghi ngờ Người thuận miệng bịa đặt câu chuyện Hồn nhập xác kia Thậm chí còn tùy ý đặt điều kiện cho cô Hạ điểm hình Tiếp tục làm người trung gian Giữa hai thế giới Cho anh và vợ quá cố Anh không nghĩ rằng Tôi đang nói dối anh sao Cô tò mò hỏi Ánh mắt Và cách nói chuyện của cô Không lừa được tôi đâu Tôi có thể cảm nhận được chính là cô ấy anh lạnh lùng nhìn cô Đôi mắt màu hổ phách Thoáng hiện một nỗi đau thương khác sâu Ánh mắt đau khổ đó Hẳn lên tim cô một vết thương Giờ cô mới biết Thì ra anh yêu cô sâu sắc đến vậy Vẫn tưởng Hai người cứ ba ngày Là um sùm một trận nhỏ Năm ngày ở Mỹ một trận lớn Mối quan hệ của bọn họ Lúc tốt lúc xấu Cô thật sự không đoán được Anh đối với cô là yêu thương nhiều hay là càng lúc càng chán ghét. Cho đến ngày anh ôm cô không ngừng lẩm bẩm nói cô đừng rời khỏi anh, toàn thân anh toát ra nỗi sợ hãi đến tột cùng, ôm chặt lấy cô, nhất quyết không cho cô đẩy anh ra. Thế là lời nói dối vẫn cứ tiếp tục. Sau khi cô sống lại một cuộc đời mới, cô không có cách nào có thể trở về chính đảo như cô mong muốn, cô muốn cũng không được. Bởi vì khát vọng muốn được ở cùng anh quá mạnh mẽ. Biết rõ bản thân bây giờ không phải Kha hữu Tâm, cũng không phải là vợ anh. Cá nhân Hạ Điểm Hình có rất nhiều lý do để không dây dưa cùng anh, nhưng cô vẫn muốn ích kỷ giữ ảnh lại. Cô cũng biết mấy trò bịp bợm, giả thần giả quỷ này có thể không giấu giếm được cả đời. Nhưng ít ra, đến khi nào cô còn có biện pháp buông tay, hoàn toàn trở thành người dưng, không chung lối với anh nữa cô mới có can đảm kết thúc sự dối trá này thế là cô hạ điểm hình trở thành bà đồng nửa thật nửa già năm trăm vạn tiền trợ cấp gửi đến tài khoản của mẹ tôi một căn biệt thự sân vườn do mẹ tôi đứng tên hà hà cô lại tiếp tục vòi thêm còn nữa về phần tôi tôi muốn có một chiếc mini copper màu đỏ và một tấm thẻ phụ của anh trưa hôm sau cô đến tổng công ty của anh, ngành ngang, nói thẳng danh tính, sau đó đi thang máy, kiêu ngạo mà bước vào phòng làm việc của anh. Ngồi trên ghế còn chưa kịp nắm, cô đã đưa ra một loạt những điều kiện. Trợ lý Lý đứng ở bên cạnh, chờ Văn Kiện đứng ngẩn người. Lôi Quang Hằng ngồi cách hạ điểm hình một chiếc bàn gỗ xoan, nhìn thấy cô đầy khí thế như vậy, anh vẫn tỏ ra lạnh lùng. "Tổng, tổng giám đốc." Cô gái này chẳng phải là người ngày hôm đó chợ lý lý không biết bảo vệ làm ăn như thế nào mà để cho cô gái kia vào được đây lại còn không thể tin cô dám ngang nhiên đến cửa đòi nợ như vậy anh ra ngoài trước đi những ngón tay thon dài của lôi quang hằng đặt chiếc bút xuống dứt khoát hạ chữ ký lên mớ văn kiện sau đó ném cho chợ lý lý còn đang ngơ ngác vâng đánh hơi được mùi bất thường. Trợ lý Lý đương nhiên là không dám tiếp tục truy hỏi. Anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, lạnh như băng cung này. Cô đồng ý chuyển đến chỗ tôi ở sao? HBT Channel Anh ngừng mắt, nghĩ đến cô gái này, ngay từ đầu đã không hề nể sợ mình. Từ ngày anh biết cô có khả năng tương thông với linh hồn của vợ quá cố, thậm chí còn để cho hiệu tâm mượn thân thể anh liền không có cách nào để cô rời khỏi tầm mắt của anh dù chỉ một phút. Anh yêu cầu cô dọn đến chỗ anh ở, điều kiện tùy cô định đoạt. Hai ngày sau trả lời cho anh, đó là ngày hôm nay. Được, ok, không thành vấn đề. Cô chớp chớp mắt to, cơ thể mạnh khảnh dựa vào chiếc xa lông rộng rãi, trông lại càng khiến người khác cảm thấy muốn yêu thương. Cô không sợ sao? Anh tựa lưng vào chiếc ghế nhung đen Chiếc cằm vuông nâng cao Toát ra vẻ kiêu ngạo không ai sánh bằng Sợ cái gì? Nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia Cô cong mắt cười Có cảm giác cô như một con mèo nhỏ Đang chống lại một con báo lớn Đến chỗ của tôi Ban ngày có người làm Nhưng đến tối Chỉ có cô và tôi Cô không sợ tôi sẽ làm chuyện gì đó với cô sao? Hà, tốt thôi. Nếu anh thật sự làm chuyện gì đó với tôi, tôi có thể sẽ chuẩn bị trở thành quý phụ chính thức rồi. Cũng không cần bằng đại học nữa. Cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Cô cười hà hà nói. Đôi quang hàng nghe vậy thật cũng không cảm thấy lạ. Thời buổi hiện nay, những cô gái thăm vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng có rất nhiều. Dựa vào cuộc sống và hoàn cảnh gia đình cô, có tư tưởng như vậy cũng không phải là bây giờ hiệu tâm có đang ở đây không mở đầu cuộc đối thoại anh không có hứng thú với cô cho lắm người quan trọng trong lòng của anh không phải là cô mà chính là vợ của mình làm ơn đi bây giờ đang là ban ngày Dường khí nặng thế này làm sao cuối có thể bay lượn vờn ở đây được chứ cô liếc mắt nhìn anh cười thầm trong bụng Hà ha anh vậy mà lại có tin có hồn ma cơ đấy thật là phục anh thật anh đối với hạ điểm hình lạnh như băng nhưng đối với hạ điểm hình được kha hiệu tâm nhập vào thì lại nhiệt tình như lửa thái độ trước sau khác hẳn nhau làm cho cô cảm thấy không biết nên tin ai không còn cách nào khác bất kể là trước hay sau khi nhập hồn vào thân cô cô vẫn là cô đó thôi chẳng qua cũng chỉ là dùng thân thể của hạ điểm hình tiếp xúc với anh thật đáng buồn thật ra nhiều lúc cô muốn lớn tiếng nói cho anh biết Cô chính là Kha Hiểu Tâm Nhưng anh sẽ tin cô chứ Anh có thể cho rằng cô đang dùng thủ đoạn với anh hay không Không, không được Cô không dám tùy ý mạo hiểm Trước tình hình mập mờ không rõ này Cô nhất định phải giữ bí mật Tuyệt đối không thể để bị bại lộ dễ dàng Lôi quang hằng Cô đứng dậy đi về phía anh Tựa vào cạnh bàn Nét mặt như muốn tham dò Điều kiện vừa rồi cô đưa Tôi đều đã đồng ý sau này chi phí sinh hoạt của cô Tất cả đều do tôi chi trả Anh không hề ngẩng đầu Dòng điều lạnh đùng Như là đang bàn chuyện kinh doanh vậy Anh đang bao dưỡng tôi sao Cô thật sự không chịu nổi Bộ dạng này của anh Giống như toàn thế giới đều cô lập anh Chỉ có một thân một mình anh Ở lại vương quốc của sự cô độc Bộ dạng này của anh Khiến cô vừa tức giận Lại vừa đau lòng Điều kiện duy nhất của tôi Chính là phải giữ bí mật chuyện này Anh cũng không muốn người khác biết nội tình sự việc Càng không muốn trở thành kẻ điên của toàn nhân loại Dù sao sự thật này chỉ cần anh và cô biết là được rồi À, cho nên không phải là công khai bao dưỡng Mà là bí mật bao dưỡng hả? Hà hà, cô giống như đang chơi một trò chơi Của người đóng vai vậy Thân thể là tiểu tam, linh hồn là tránh cung nghe thấy giọng điệu khinh bạc mập mờ của cô đôi mắt lạnh lẽo của anh cuối cùng cũng nhướng lên nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang cười ngọt ngào kia trái tim kiên cường bỗng dưng rung động từ đầu đến chân cô gái này và hiệu tâm không giống một chỗ nào cả nhưng ánh mắt của cô thậm chí cách mỉm cười và giọng điệu nói chuyện lại không hề khác nhau chút nào cực kỳ giống với phong cách của hiệu tâm nguyên nhân là bởi vì linh hồn của hiệu tâm nhập vào thân thể của cô hay sao? Cảm giác tội lỗi như muốn nước chừng đấy anh. Nhưng ngọn lửa tình dục chính là ác ma. Dù thế nào cũng sẽ bị thiêu rụi hết cả. Dù ý chí của anh có kiên cường như sắt đá, đến cuối cùng cũng sẽ bị nó lung lay. Huống chi cô và hiệu tâm quá giống nhau, cứ như linh hồn hiệu tâm đang ở trong thân thể của hạ điểm hình vậy. Không, đây chỉ là cái cớ anh muốn biện minh cho ham muốn phóng túng trầm luân của mình. Cô gái này cũng chỉ là một nữ sinh phổ thông, có thể chất kỳ lạ, nhưng không phải là cô gái có khả năng lay động toàn bộ thế giới của anh. Lôi quang hằng, mày nhất định phải tỉnh táo lại. Không biết đến sự giao chiến tận sâu trong lòng anh, hạ điểm hình không an phận lại tiếp tục ma sát, đốm đỏ dẫm ở trước ngực của anh, cảm nhận nó cường cứng. Đứng vững trong lòng bàn tay cô Cô đắc ý cười khúc khích Gương mặt anh Tuấn của anh đang giận dữ Đôi mắt màu hổ phách Toát ra ngọn lửa ham muốn Cổ họng khô sốc Máu nóng toàn thân sôi trào Lý trí đấu tranh của anh Hoàn toàn đã bị vô hiệu hóa Quang Hằng Anh thích em Liếm nơi nào của anh nhất Đã quên mất thân phận của mình Kha hiệu tâm cứ nghĩ Hai người họ đang chơi đùa với nhau Khi ân ái phương thức tấn công kia tuy rằng rất chiếm ưu thế cô lại thừa thắng xông lên trêu đùa đối phương nhìn đối phương phải thuần thục dưới sự khiêu khích của chính mình lôi quang hằng bỗng dưng chấn động ánh mắt không rời khỏi đôi môi anh đào đang mỉm cười của cô có cảm giác muốn hôn lên chúng hữu tâm giọng nói của anh khàn đặc giống như dây cung đang kéo căng bị khuấy động làm tâm trạng xúc động lại vô cùng phấn khích của anh lộ ra Hà, bây giờ muốn xin tha đã muộn rồi. Cô mỉm cười xinh đẹp động lòng người hướng đến môi của anh cắn một cái như muốn bắt nạt anh. Rồi từ từ rời xuống. Tay vừa tiếp tục đốt nóng cơ ngực anh. Môi ngậm lấy điểm đỏ mẫn cảm kia. Anh lập tức kêu một tiếng đôi tay cường tráng quấn lấy sau đầu cô dùng sức cố định. Trời à! Em nhớ mùi hương của anh muốn chết mất. Nhớ thân thể anh. Cô thì thầm, cái lưỡi phấn hồng ngậm chặt điểm đỏ gồ lên anh. Liếm láp thật sâu. Em bước điên anh mất. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng. Nơi giữa hai chân đã phấn khởi bừng bừng, trống thẳng vào cặp mông mượt mà của cô. Thậm chí không nhịn được mà bắt đầu cọ rát. Những lớp quần áo ngăn cách thân thể của hai dường như cũng muốn thiểu đốt. Lửa tình tràn lan, cháy bừng bừng ngay giữa lúc dục vọng che mở cả hai mắt cửa phòng đột nhiên mở ra rất tự nhiên phía sau cửa dần xuất hiện một thân người cao gầy toàn thân diện đồ hiệu xông vào không báo trước a à... hình ảnh kích tình vừa đập vào mắt kha tử linh hô lên kinh ngạc cả gương mặt cô đỏ bừng ra ngoài người cao giọng kia không phải là chủ nhân của phòng làm việc mà chính là con mèo hoang nhỏ đang ngồi trên người chủ nhân với tư thế bắt nạt chủ. Đúng, không nhìn lầm, kia chính là con mèo hoang ở phố ăn đã cho lôi quang hàng một cái tát. Kha tử linh chỉ cần vài giây là có thể nhận ra hạ điểm hình. Cô, cô, sao cô có thể ở đây? Trời ạ, à, bỏ cái tay cô ra. Kha tử linh cất giọng, nghe nồng mùi ghen tuông. Cho dù là khiếu giác của người bị tâm thần cũng có thể ngửi ra được. Thì ra em kế của cô thích chồng cô Trời ạ à, Vậy mà cô ngu ngốc cho đến khi chết rồi Mới phát hiện ra Kha tử linh xông vào Khiến cho lý trí của lôi quang hằng được phục hồi Đôi mắt đục ngầu mê loạn Dần dần trong suốt trở lại Thế nhưng trong đầu của anh Vẫn cứ luẩn quẩn tiếng cười bứng bình Đầy ngọt ngào của hạ điểm hình Cô gái vừa rồi Cuối cùng là hạ điểm hình hay là kha hữu tâm anh đã hoàn toàn bị cô làm cho rối loạn hết rồi cuộc sống khô khan nhàm chán không ngừng tái diễn đi học đi làm vội vội vàng vàng làm báo cáo ăn cơm và ngủ nói thật cuộc sống của hạ điểm hình hết sức nhàm chán nhưng chuyện này có thể chấp nhận chỉ có hoàn cảnh gia đình rất bi thương cô nghĩ nhất định kiếp trước ông trời là chuông mắt với cô cho nên mới để cô trọng sinh thành hạ điểm hình đá về vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy cha kế lâm hòa thuận ngồi trên ghế xà lông trong tay còn cầm hé ra một tờ giấy chuyên dùng để chơi bingo trong lòng của cô đột nhiên nổi lên một trận cam ghét chỉ biết người cha kế thích đánh bạc tuyệt đối tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt cúi đầu buồn bực cô muốn yên lặng đi qua phòng khách nhanh chóng trở lại phòng của mình kết quả điểm báo xuất hiện trong đầu trở thành sự thật vừa mới chuẩn bị bước chân, lập tức đã bị Lâm Hỏa Thuận ngăn lại. "Hôm nay, ngày 10, tiền lương mày đâu?" Lâm Hỏa Thuận không khách khí mà đưa tay đòi tiền. "Tôi còn chưa đi rút." Cô lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt có sự bất tuân khiến cho Lâm Hỏa Thuận hơi sững sốt. Từ lúc đứa con gái kế này xảy ra tai nạn giao thông nửa năm trước, sau khi tỉnh lại, con người của nó cũng thay đổi. Lúc trước cô nào dám mạnh miệng phản đối Còn không phải là ngoan ngoãn nộp tiền ra Kết quả bây giờ Cô không chỉ không sợ ông ta Lại còn trừng mắt với ông ta nữa Lâm Hòa Thuận đột nhiên tức giận Kéo con gái đang tránh mình qua Tao còn chưa nói hết Thái độ của mày như vậy là gì Mới vừa kết thúc một ngày làm việc Liên tục ở khu bán thức ăn Hạ điểm hình mệt mỏi tới mức Tay chân tề dài Chỉ muốn nhanh nhanh nghỉ ngơi bị người cha kế khốn khiếp này làm ẩm ý, sự đè nén tức giận của cô cũng sông lên. Đừng có đụng vào tôi! Cô hung hăng trừng lại, khí khái kia khiến cho vẻ mặt của Lâm Hòa Thuận khiếp sợ, nhìn cô con gái có vẻ mềm yếu. Mày trừng to mắt thế làm gì? Mày muốn chống đối hả? Lâm Hòa Thuận tức giận kéo cô lại, giơ tay lên, tát một cái đau rát. Buông tôi ra! Cô bị đánh trên mặt, tai phải ù đi, tầm mắt cũng bắt đầu lờ mờ, nhưng cô vẫn cố gắng chống cự Trà kế Thổ Bảo. "Còn dám mạnh miệng, hôm nay ta không dạy dỗ mày, sau này mày còn phản kháng cưỡi lên đầu tao." "Đừng." Lâm Ngầm Hương đang nghỉ ngơi trong phòng, bị màn cãi nhau làm thức giấc. Vừa ra cửa phòng đã nhìn thấy con gái bị Lâm Hòa Thuận đè trên mặt đất đánh. Tiền nhân cốt ngay Năm xưa Lâm Hòa Thuận là công nhân xây dựng Mỗi ngày khiêng thép và gạch vụn Lực cánh tay mạnh đến kinh người Một cái vung tay Cũng đủ đẩy ngã Lâm ngầm Hương Yếu ớt vì bệnh tật Trong nháy mắt cả thế giới như sụp đổ Hạ Điểm Hình nghe tiếng của mẹ gào khóc Lâm Hòa Thuận mắng ầm ĩ Cô còn bị đè trên mặt đất Không thể động đẩy Hai bên gương mặt đã bị mấy cái tát Vừa tê lại vừa sưng Trước khi cô té xuống khe núi, cho tới bây giờ cô chưa từng cảm nhận mùi vị tuyệt vọng như vậy. Nước mắt tràn ra hốc mắt, thân thể đau đớn giống như lửa thiêu. Lửa đốt muốn phòng, dù cô cố gắng chống cự thế nào cũng không cách nào thoát được sự thô bạo đáng sợ của Lâm Hòa Thuận. Tại sao âm trời lại trình cô nặng như vậy? Cô thật sự quá mệt mỏi, phải dùng thân phận của một người khác để sống tiếp, thay thế người khác sống cuộc đời của họ thật quá mệt mỏi từ từ cô từ bỏ việc dễ rủa đôi mắt cũng tuyệt vọng Chầm rãi nhắm lại tùy tiện lầm hòa thuận hành hạ cô sao cũng được cô không muốn làm hạ điền hình nữa linh hồn kha hiệu tâm muốn lấy lại tự do dù không thể sống tiếp ít nhất cô không cần làm người khác nữa mày là ai mày nghĩ mày đang làm gì a à... lầm hòa thuận đột nhiên bị một người đàn ông cao lớn xông vào túm lấy. Người đàn ông mạnh gấp đôi ông ta, cường tráng đến kỳ gì. Ông ta không kịp đề phòng, cả người đập vào tường, phát ra tiếng kêu đau đớn. Sức lực khổng lồ đè lên trên người đột nhiên biến mất. Hạ điểm hình mở ra đôi mắt mờ mịt. Một giây kế tiếp, nước mắt lại tràn mi. Khuôn mặt lại nhạt, trong mắt màu hổ phách như pha lê. Là người đàn ông nửa tháng trước đây, khi bị cô quyết định không lưu luyến nữa đã xuất hiện. Gương mặt anh ô ám, bàn tay dịu dàng ôm lấy cô. Cô nghẹn ngào, cảm xúc tích lũy từ lâu đều sụp đổ. Cô tựa vào trong lồng ngực của anh mà khóc lớn thành tiếng. Lồi quang hẳn, hư hư, lồi quang hẳn. Không quản được nhiều như vậy cũng không muốn để ý. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, làm người khác mệt mỏi quá, mệt mỏi với cuộc sống của người khác, gánh trách nhiệm của người khác. Chiếm dụng thân thể hạ điểm hình cũng không phải là mong muốn của cô. Cô không hiểu sao trời cao lại muốn đối xử với cô như vậy. Mày là ai? Lâm hỏa Thuận tức giận mà chỉ vào lôi quang hằng. Lại bị một ánh nhìn lạnh lùng của anh dọa cho đến toàn thân lạnh cả người. Có muốn dẫn con gái tôi đi đâu? Lâm Ngầm Hương cũng sợ ngây người đuổi theo ngoài cửa phòng giữ chặt lôi quang hàng lại. Chỉ biết người này toàn thân phát ra hơi thở tôn quý, vô cùng tuấn mỹ, dáng vẻ tức giận lại giống như ác ma, vẻ mặt nghiêm khắc liếc nhìn Lâm Ngầm Hương. Ánh mắt sắc bén như thanh gươm có thể khơi màu sự sợ hãi sâu vô cùng trong lòng người. Lâm Ngầm Hương giật mình, sự lạnh đẽo từ lòng bàn chân cũng chuyển đến tận áp Cô ấy không phải con gái của bà để lại những lời lạnh như băng này. Lôi quang hằng ôm chặt người đang khóc sống trong ngực rời đi. Cô khóc đến bề man, không khí trong phổi cũng cạn kiệt, toàn thân giống như mệt lả đi. Khóc lóc đến mức không còn sức lực, cô mới từ từ khôi phục bình thường, thấy rõ ràng chỗ ở. Một gian phòng màu trắng, phong cách trang trí phong tình của phía nam nước Pháp, cửa sổ hướng dương, treo một cái rim cutter. Những cái chuồng cũ phát ra tiếng kêu đinh đang khay trà bằng đồ cổ chế tạo ở nước Pháp, phía trên có chạm trổ tinh xảo. Mặt bàn bày một bộ đồ trà uống của Đan Mạch, một bình hồng trà thơm nóng, một hộp bánh chocolate, xếp đầy quả óc chó. Từng thứ từng thứ đập mạnh vào tim cô, khiến nó đập loạn. Thu hồi tầm mắt, ngước lại, cô nhìn đến giường lớn mềm mại. Mềm bông, thêu hoa nhập từ Ai Cập, gối bằng lông. Lúc cô mất ngủ, không thể không ôm cái gối mập mạp giống như con mèo này. Ồ, cô đang nằm mơ sao? Nơi này chính là gian phòng của cô. Mà nói đúng hơn, phải nói là phòng của cô và anh mới đúng. Kết hôn hơn 2 năm, dù cãi nhau gay gắt hay chiến tranh lành, đến cuối cùng tất cả sẽ hóa giải trong căn phòng này. Cái giường này chứng kiến lần đầu tiên của bọn họ, cùng với vô số những lần hoàn ái ngọt ngào. Trong giây lát, Tầm mắt của cô trở nên mơ hồ một mảng Nước mắt khiến tất cả lờ mờ Cô nằm sấp trên gối Có mùi hương của anh Thảm làm mà hít lấy Một cánh tay khỏe mạnh ôm lấy hông của cô Cô bất ngờ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông Mình luôn nghĩ về Anh cầm túi trường đá Nhẹ nhàng đắp lên gương mặt sưng đỏ của cô Một tay giữ chặt hông cô Để cô tựa vào trước ngực anh Lạnh quá Cô thút thít kháng nghị muốn hất đầu né tránh, lại lập tức bị bàn tay của anh nắm trở về. Tôi biết. Anh cúi đầu, an ủi tựa như hôn lên mặt, lại trượt đến đôi môi màu hồng mận của cô, hôn nhẹ. Cô thao bản năng muốn đáp lại anh, nhưng bỗng nhiên lại sững sờ. Không đúng, bây giờ cô là hạ điểm hình, anh lại hôn cô. Lời quang hàng, anh biết tôi là ai không? Cô bực mình chất vấn, hạ điềm hình anh bình tĩnh đáp lại đáy mắt lại lướt qua một tia khó hiểu vậy anh còn dám hôn tôi cô nắm chặt quả đấm trắng mịn tâm tình phức tạp đập lên ngực anh an dấm chua với thân phận mới của chính mình đừng quên ngày đó đang làm việc là cô cầu dẫn tôi trước bàn tay của anh giãn ra lại nắm chặt lại trong nháy mắt Bàn tay mềm mại bé nhỏ rơi vào trong lòng tay anh cô cắn môi khoe mắt còn vương lại nước mắt trong suốt trái tim còn vướng víu ủy khuất đồng thời cũng buồn rầu lo lắng chẳng lẽ anh thật sự thích hạ điểm hình mặc dù hạ điểm hình chính là cô kha hiệu tâm nhưng nói thế nào đi nữa xét từ ngoại hình hạ điểm hình và kha hiệu tâm chênh lệch rất nhiều sao anh có thể thích cô gái 18 tuổi ngây ngộ yếu ớt này chứ kích thích quá độ cho nên thay đổi khẩu vị hay là hưởng thụ lần đầu tiên xong phát hiện thân thể trẻ tuổi xinh đẹp ngon miệng nên anh quyết định đâm lao phải theo lao ăn luôn hạ điểm hình sao anh có thể như vậy tức giận xen lẫn với ghen tức sông lên đôi mắt của cô giận đến đỏ thò tay mà đánh vào ngực anh giống như đang chất vấn lòng của anh vậy lời quang hằng anh không thể thích tôi trong đầu một mảng hỗn loạn giống như hồ dính. Cô bắt đầu hối tiếc lúc trước ở Mỹ. Mà nói thế nào nhỉ? Là cô tự tay thúc đẩy anh, thay lòng. Tại sao không thể? Anh kinh ngạc hỏi ngược lại, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Bởi vì tôi là Hạ Điềm Hinh, không phải là Kha Hiệu Tâm. À, thế nhưng mà linh hồn của cô lại chính là Kha Hiệu Tâm. Càng nói lại càng phức tạp, ngay cả chính cô cũng sắp bị hồ đồ. Vậy thì thế nào? Anh nhíu mày, vẻ mặt vẫn không cho là đúng. Thế nào gì chứ? Người anh yêu là Kha Hiệu Tâm. Cô vừa giận vừa khóc. Cô ấy đã chết, không tồn tại. Sao tôi còn yêu cô ấy? Còn người màu hổ phách lạnh lẽo, khẩu khí cũng đầy bất mãn thở ơ. Cô... Cô ấy... Cô ấy không có chết. Chẳng qua là... Cô hít hít chóp mũi Cứng họng nói không nên lời Đúng Cô ấy không chết Chẳng qua là đã biến thành ma Nhưng mà tôi cũng không thể yêu một con ma Thái độ trước sau hoàn toàn thay đổi Lần trước Anh rõ ràng không nói như vậy Tại sao anh có thể lật mặt nhanh như vậy Đêm đó ở dạ Lúc anh ôm tôi Không phải đói Coi như là ma cũng tốt Cả đời anh cũng chỉ thích tôi, không để cho tôi rời đi. Yên tĩnh, bên trong phòng, trừ tiếng hít thở và tiếng tim đập của nhau thì không còn bất kỳ thanh âm nào khác. Gương mặt kiêu ngạo chôn ở cổ mềm mại của cô, chất lỏng nóng bỏng tròng suốt chảy qua da thịt cô. Cô nhắm mắt lại khóc cùng anh. Lời quàng hằng "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi mà." Cô hối hận, cô không nên tự cho mình quyết định đúng, thậm chí còn muốn lừa gạt anh cả đời, không cho anh biết mình đã sống lại trong thân thể của Hạ Điểm Hình. Anh không biết em phải đau khổ như vậy. Anh tưởng rằng, tưởng rằng em không muốn, anh biết em còn sống, tưởng rằng em không muốn ở bên anh nữa, cho nên mới muốn gạt anh. HBT Channel. Trong căn phòng yên tĩnh, vang vọng tiếng người đàn ông khàn khàn đầy bi thương. Khi anh ngước gương mặt tuấn tú tu lên, cô rõ ràng nhìn thấy đôi mắt đầy tia máu và gương mặt đẫm nước mắt. "Trời ạ, à, anh thật sự khóc." Tận mắt nhìn thấy khiến cô rung động, tự trách mà lòng quặn đau. Thì ra là trong khoảng thời gian này, người bị hành hạ muốn chết đi không chỉ có riêng cô mà anh cũng vậy. Cô rất hối hận, cô tự trách mình, cô không nên ích kỷ quyết định thay anh. Cô cũng từ bỏ tất cả lo ngại Nói cho anh biết tất cả sự thật Lời quang hằng Hừ hừ Thật xin lỗi Thật rất xin lỗi Cô khóc đến cả gương mặt xinh đẹp Nhăn nhúm lại Hai tay run rẩy nâng khuôn mặt của anh nghiêng người về phía trước Xoa gương mặt ướt đẫm của anh Em thật sự là yêu tinh Mà ông trời phái xuống trừng phạt anh Ngược lại anh ôm chặt lấy cô Cái lưỡi nóng bỏng cuốn lấy như gió báo Không cần lời nói Dùng cơ thể để trao đổi Chính là sự chứng minh rõ ràng nhất Mà chứng minh điều gì? Chứng minh anh nhớ cô nhiều đến thế nào Thương cô và yêu cô nhiều bao nhiêu Lời quang hằng Em không muốn mất anh lần nữa Lúc anh cuồng bảo hôn Cô đau lòng lẩm bẩm Từ đầu tới cuối em không có mất anh là anh đánh mất em em khiến nỗi nhớ của anh rơi vào địa ngục để cho anh chịu hết đau khổ hiểu tâm em thật là ác độc em lại muốn rời bỏ anh để anh sống một cuộc sống mới em thật ích kỷ sự phẫn nộ của anh đến từ tình yêu sâu đậm kết quả bị anh trừng phạt là chuyện đương nhiên tay của anh ngang tàng nóng nảy dùng sức ôm chặt cô cái lưỡi giống như ngọn lửa nóng cắn nuốt cô nghẹn lời chờ một chút chờ một chút đi cô chợt rút người ra giữ gương mặt đang cáo kỉnh của anh ngăn cản anh tiếp tục Buông ra con người màu hổ phách nhau lại biểu hiện của anh tức giận chưa tan anh cũng không ngại em như vậy sao thật ra đây chính là câu hỏi lớn nhất sâu trong lòng cô bây giờ em đã thay đổi hoàn toàn hình dạng thay đổi thân thể khác Anh sẽ không cảm thấy rối loạn sao? Trong mắt anh Em không phải hạ điểm hình Mà là người trong thân thể này là em kha hiệu tâm Dứt lời Trước khi cô cảm động chưa kịp rơi nước mắt Anh đã lần nữa đoạt lại thế chủ động Hồn cô đến không cách nào thở Từng phần không khí trong lá phổi Đều bị anh hút hết Tích chữ quá nhiều nhớ nhung Lại trải qua đau đớn tuyệt vọng cổ vũ khát vọng của anh đối với cô lưỡi của anh càn rỡ mãnh liệt quấn lấy khiến cô vui sướng cô không phải là người bị động chịu đựng mà là nhiệt tình đáp lại đầu lưỡi của bọn họ quấn lấy nhau trong khoảng miệng mút lấy đối phương dâng tất cả mùi vị cho đối phương không thể chia cắt được anh là người đàn ông đầu tiên mở ra dục vọng của cô mặc dù đã thay đổi thân thể anh vẫn không tốn chút sức nào có thể kích thích cô Cô bị anh kéo ngồi dậy Nằm lấy bàn tay của cô dơ cao Đầu lưỡi phóng đáng tinh tế Liếm môi của cô Khiến cho nhụy hoa nở rộng Tay của anh vỗ về cơ thể gầy gò cô Sự đáy đà trước đây đã không còn Nhưng chỉ cần là cô Anh không quan tâm những điều này Quần áo bị đẩy lên cao Thậm chí cô không thể chờ đợi Mà áp sát để cho anh dùng môi lưỡi đáp lại Buông thả tất cả nỗi nhớ triển miên Cô không có sức nằm ở trên lồng ngực rộng lớn của anh tay nhỏ bé vẽ lên tim anh hô hấp vẫn còn hồn hển con người xinh đẹp bởi vì dục vọng chưa thối lui mà quyến rũ dựa vào bên trong khuỷu tay rắn chắc của anh khóe môi của cô cong lên cười như nụ hoa mắt to chăm chú nhìn anh trong đôi mắt của anh đều là sự cưng chiều tại sao nhìn anh như vậy cô nằm ở trước ngực của anh nhẹ cắn cảm anh Đích thân kiểm tra Mới xác định nửa năm này Anh không có làm bậy với người khác Em đang suy nghĩ Nên khen thưởng anh thế nào đây Phần thưởng tốt nhất Chính là hầu hạ anh cả đêm Ám hiệu mập mờ của anh Biến mất sau cái hôn dây dưa Bàn tay chưa thỏa mãn Dọc theo phía sau từ từ đi lên Lượn quanh tới phía trước Ngón cái lướt qua bầu ngực mềm mại Không nên làm loạn cô cười khanh khách bắt lấy bàn tay hư hỏng còn muốn đốt lửa của anh bà kể nửa năm nay em phải đền bù cho anh câu nói có vẻ tức giận thế nhưng gương mặt tuấn mỹ khiến cho người ta muốn mất hồn cô thu lại nụ cười có núm đồng tiền đầu ngón tay rơi vào trên mặt anh dọc theo góc cảnh phát họa lại dung mạo của anh có thể nhìn qua đôi mắt của hạ điểm hình ngắm nhìn anh thật lâu sốt cộp thật là may mắn hay là xui xẻo Em ngỡ rằng Anh sẽ nhanh chóng quên em Sẽ tìm người khác bầu bàn Duy trì yên lặng Đưa mắt nhìn hồi lâu Cô nhẹ nhàng nói Dựa vào cái gì em nghĩ như vậy Anh cau mày Đáy mắt xuất hiện tia không vui Chẳng lẽ anh quên Cô liếc anh Ngày nào chúng ta cũng cãi nhau Ngay cả chén đĩa trong sóng Cũng có lúc khua Trừ lúc ân ái khăng khít rời khỏi cái giường này Chúng ta không khác gì kẻ thù với nhau Mà kệ Cô gào lên Xong lập tức cúp máy Không cho anh có cơ hội để tiếp tục cản trở cô Điểm hình Lôi quang hằng nhíu mày Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút Tiểu mà nữ này Nhất định là muốn chọc tức anh đây Tháo tai nghe xuống Anh ôm chán xoa nhẹ Trên gương mặt vẫn còn nụ cười dịu dàng bất giác nghĩ về lần đầu tiên hai người gặp mặt. Thật lòng mà nói cô không có gì đặc biệt, cũng chỉ như bao tình huống khác. Bữa tiệc thượng lưu, mấy thiên kim tiểu thư, ăn mặc như búp bê thường xuyên lượn qua lượn lại, luôn cố gắng thu hút sự chú ý và hứng thú của anh. Chỉ riêng cô, bởi vì đi cùng ba đến tham dự một cách không tình nguyện, thoải mái trở thành nhà phê bình mỹ thực, nếm hết món này đến món khác ở bữa tiệc lại cho điểm vô cùng khắt khe. Sau đó mặt mày nghiêm chỉnh chạy đến chủ bữa tiệc là anh mà cáo ngự chàng. Lời tổng tài, bát ti của anh thật nhàm chán, đồ ăn thì dở tệ, ngay cả gương mặt mấy người phục vụ cũng như là xác chết ấy Nhìn chả khác nào ác linh chui ra từ hầm mộ. Cô thành thực nói ra một cách rành mạch. À đúng rồi, thuận tiện kiến nghị với anh, anh cần xem xét lại cách trang trí bát ti để nó thêm sáng tạo một chút đi. Khi đó, Kha Hiệu Tâm là một cô gái nhà giàu mới nổi từ trung lưu lên thượng lưu. Rất nhiều người đánh giá thấp hảo môn này nên không mấy ai thường lui tới. Không thể không nói ít nhiều gì anh cũng liên quan đến quan điểm kia ảnh hưởng. Dù sao cũng là thành phần nhà giàu mới nổi, đa số chỉ toàn là loại lắm tiền thiếu tài, vốn không hiểu thế nào là danh phẩm, lại càng không hiểu thế nào là cuộc sống thượng lưu cao nhã loại người này cho rằng chỉ cần có tiền thì chính là dân thượng lưu mà họ không biết rằng trong giới thượng lưu chân chính không chỉ so sánh về tiền của mà còn về phẩm vị tào nhã thái độ hình dáng thủ đoạn vậy mà cô gái nhà giàu mới nổi này lại vô cùng hùng hồn đến trước mặt anh vừa uống rượu đỏ thượng hạng vừa nhướng mắt nghiêng đầu nhìn anh bình phẩm mỹ thực phản ứng đầu tiên của anh tất nhiên là tức giận nhưng khi nhìn thấy đôi môi vươn vấn chút rượu đỏ cam lên thành một hình cung theo nụ cười của cô thì trong nháy mắt tâm tư của anh như bị nụ cười đó chiếm đóng, đáy lỏng dấy lên một nỗi niềm ngọt ngào sau này anh mới nhận ra vị ngọt đó chính là tình yêu sau buổi party đêm đó anh làm một bữa tiệc VIP đặc biệt chỉ mời một mình cô cả ẩm thực lẫn bài trí đều dụng tâm bội phần kết quả cô lại mặc quần bò và áo thun trắng gương mặt mộc mạc thanh lệ mái tóc buông xóa không kiểu cách chân mang một đôi dép lê ôi lúc kha hiệu tâm hoang mang bước vào nhà anh nhận ra phòng khách rộng rãi của căn nhà cao cấp vậy mà lại trống không chỉ có một mình cô tới giờ người phục vụ có gương mặt giống như xác chết khiến cô ấn tượng sâu sắc lại nghiêng mình chào đón cô hơn nữa còn ăn mặc giống như một hoàng tử hiện đại anh Tuấn. Lôi quang hằng nhướng mày cười nhẹ, đôi mắt màu hổ phách, truyền tâm mê hoặc cô. Đừng bất ngờ, đêm nay em là khách VIP duy nhất ở nơi đây. Cô khẽ vuốt ngực, khuôn mặt lộ ra vẻ bối rối. Hả? Cúi đầu nhìn toàn thân nhếch nhác của mình, hai má cô càng đỏ hơn. Cô vốn cho rằng đây sẽ là một bữa tiệc không có gì thú vị Nhưng bởi vì nhận được lời mời quá nhiệt tình Không thể từ chối được Thế nên cô định chỉ đến cho có mặt Sau đó thừa dịp đông người Sẽ chuẩn êm ra chợ đêm ăn khuya Ôi lần này thì bị chơi khăm thật rồi Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô bỗng nhiên tức giận trường anh Trong cái đầu mê phim anh của cô Hiện ra một đống các loạn phim nhỏ Liên quan đến những trò đùa dai Hừ, cho cô là không biết sao Người như anh Từng lập kỳ tích trên thương trường Có thế lực của một lôi gia Vốn đã suy tàn Trở thành một tập đoàn vận dụng Lòng đầu lớn Trẻ tuổi tài cao, tuấn tú như anh Sao có thể có hứng thú với cô Cô không có ngu ngốc đâu Không nhìn ra sao Anh nghĩ là mình đã làm rất rõ ràng rồi đấy chứ Anh giữ chặt tay cô Ngăn cản cô xoay đầu Sau đó cúi thấp người dán sát vào tai của cô thì thầm đầy hàm ý. Anh muốn theo đuổi em, Kha hiểu tâm. Khi hơi thở nam tính nóng bỏng phả vào tai cô, đầu gối của cô như run lên. Một đợt sóng tê dại truyền khắp toàn thân, ngay cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Anh đừng hù tôi, anh không biết tôi là ai sao? Tôi là con gái của Kha Mân Hùng, dựa vào đầu tư nhà đất trở thành người giàu mới nổi đấy. Ôi, Môi của anh ta sắp áp sát vào vành tai rồi Đáng ghét, đáng ghét Bà em rất có tầm nhìn Đầu tư nhà đất rất tinh tưởng Vậy còn em Mì mắt của anh thật khiến cho con gái phải ganh tỉ Mắt anh giữ xuống, hơi thở ấm áp Không biết cố tình hay vô ý Cứ thoang thoảng bên vành tai ưng đỏ của cô Tôi sao chứ? Không thể chịu đựng được Sự xâm lược đầy khiêu khích của anh Cô nhíu mày xoay mặt lại đối mặt với anh Anh mát đầu tư vào đàn ông của em Liệu có tình tưởng giống như ba em không? Anh kiềm chế cổ tay trắng miệng của cô Vết chai trong lòng bàn tay của anh Nhẹ nhẹ vẽ vòng tròn trên da thịt cô Bầu không khí đầy khiêu khích và ái muội Anh đang tự đề cử sao? Cô cũng học anh nhíu mày Anh không ngại nếu em chịu đầu tư anh anh lấn càng gần Đôi mì mỏng kia có thể thiếu một chút nữa thôi Là dán vào người cô luôn rồi Hơi thở của anh Ánh mắt của anh như mập mờ dây dưa Đáng tiếc Anh không phải gu của tôi Cô nén nhịn tim cuồng loạn Cô cố sức Mà rút tay mình ra Xoay người bỏ chạy Khá hiểu tâm Không có cô gái nào muốn sử dụng cái đầu Khi đối mặt với anh đâu Tôi không ngại trở thành người đầu tiên Chạy mau thôi Lúc này trốn thì nên trốn ở đâu Đáng tiếc Cô còn chưa kịp đụng đến cửa Thì đã lập tức bị bắt về Lôi quang hàng Tôi không muốn làm khách VIP của anh đâu Bị kéo trở lại buổi party Chỉ có hai người Cô vẫn liều mạng chống cử Eo mềm nhỏ bị cánh tay cường tráng của anh kiềm chế Không có đường thoát Vậy sao Không phải theo ý em là được đâu anh kéo cổ khiểu vũ Vậy lấy cô trong lồng ngực mình Không muốn bị tôi dẫm chết Thì mau buông ra Đột nhiên Đôi dép lề dưới chân rớt ra ngoài Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh Cũng vừa thấy anh đang nở nụ cười mê người Khiến toàn thân cô nóng lên Cô đã nghe rất nhiều lời đồn Về người đàn ông này Trẻ tuổi đẹp trai lại xuất thân phi phàm Hẳn bên cạnh của anh Có rất nhiều phụ nữ Tin tức về chuyện tình trường của anh đã có nhiều tới mức có thể biên soạn thành sách Cô không muốn trở thành Một trăm số đó đâu Thế nhưng mà Nhưng mà đêm nay cô bị ép trở thành Khách VIP duy nhất trong buổi party của anh Cũng bị anh trộm luôn nụ hôn đầu Không quá 3 tháng Anh biến thành chồng cô Người đàn ông đầu tiên của cô Còn cô trở thành người quan trọng nhất Trong cuộc sống của anh Lời quang hàng Thì ra Trưng tổng giám đốc này dễ làm như vậy nha Đi làm mà chỉ cần ngồi ngẩn người ra là được rồi Khi chất giọng lanh lành vọt vào trong tay Lôi quang hằng bỗng nhiên hoàn hồn Anh dường mắt nhìn lên Cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra Một cô gái trẻ miệng cười tùm tìm Nhanh chân bước vào bên trong Gương mặt hoàn toàn khác Với hình tượng trong ký ức của anh Khiến tim anh nhói lên một cái Hiệu tâm của anh đã không thể trở lại như trước nữa đôi mắt màu hổ phách của anh tối dần nhưng cho dù thế nào chỉ cần cô vẫn còn tiếp tục ở bên cạnh anh bất kể dung mạo ra sao hình thể thế nào anh đều sẽ trân trọng cô không phát hiện ra đáy mắt anh đang miên man hạ điểm hình cười hi hi mà nhảy vào trong lòng anh bây giờ thân hình này nhỏ nhắn hơn trước kia rất nhiều mỗi lần dựa vào trong lòng anh đều có cảm giác như một con mèo nhỏ đang nằm ở trong lòng con báo lớn vậy Sao em vào được đây Tay của anh quàng lên bờ vai cô Những than thở vô thanh Tan dần trong đáy mắt Đơn giản thôi Em đứng trước cổng Gọi cho Lý Nguyên Tu Yêu cầu anh ta dẫn em vào Giờ đây Một đôi tay mềm mại trắng mịn như ngọc Cầm lấy một vật phái nam Bừng bừng đỏ rực to lớn Ngón tay nhỏ trắng noãn mảnh khảnh Dọc theo đó mà nhẹ nhàng phát họa rõ ràng cảm giác được nhịp đập thân thể rút lên. Bạp thịt trên dưới âu phục cũng từng chút căng thẳng, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung nơi kiểu hãnh kia, đang ẩn giấu trong bàn tay của tiểu ma nữ dưới đáy bàn. Chán của anh dường như bắt đầu đủ một tầng mồ hôi hột, hai bàn tay đặt lên bàn nắm chặt thanh quyền. Lửa nóng sông ra, truyền xuống bụng dưới như càng mãnh liệt. Một hồi run dày, từng bước từng bước, từ xương sống làm truyền đến óc. Cô đang tức giận, khóe miệng cầm lên thành một nụ cười mỉm ngọt ngào. Lòng bàn tay còn cố ý chơi đùa, một tay vô ý khẽ xoa đầu quy. Đó là sự khiêu khích, vừa là sự hành hạ ngọt ngào, lại vừa là hành động trả thù, mà anh thì sắp bị ép đến phát điên. kha tử linh đứng trước mặt đang nói gì đó, thoạt nhìn có vẻ đang im lặng bình tĩnh. Thật ra thì đầu óc đã sớm bị tiểu ma nữ kia kiềm chế. Anh có thể cảm giác được vật phái nam trong tay của cô căng ra Đầu đã có chút ướt át Cô đổi thành hai tay giữ lấy Hoạt động từ trên xuống dưới Đầu ngón tay nhẹ nhéo lên cồn thịt Thừa dịp Kha tử linh cúi đầu Anh nhíu mày cúi xuống trường cô Cô lại khiêu khích anh bằng nụ cười ngọt ngào Sau đó tình nghịch thẻ lưỡi Cổ họng của anh khẽ động Một tiếng rên trầm thấp Bị anh nặng nề nuốt xuống Sự sung sướng mãnh liệt ở nơi đó bắt đầu khoách tán. Anh thậm chí không nhịn được mà đưa thân dưới dựa vào trước để cô có thể tận tình tiếp tục làm chuyện xấu. Cô nhận ra được anh nôn nóng, cười tủm tỉm nhìn anh một cái, giống như là im lặng tuyên bố chiến thắng vậy. Hơi thở của anh đồng đậm, hô hấp dồn dập. Nếu không phải Kha Tử Linh ở đây thì không thể không trừng phạt cô một phen. Chỉ có thể phóng túng và dễ dàng tha thứ để cô tiếp tục cái loại hành hạ ngọt ngào này. Thật đúng là giỏi chịu đựng. Cô nhìn anh rồi đi tầm mắt sang chỗ khác, hử nhẹ bộ tiếng. Ý nghĩ muốn nhìn anh hoàn toàn mất khống chế, ngày càng mãnh liệt hơn. Thế là cô cúi khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái. Đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên. Những khoái cảm trong anh như muốn nổ tung ra. Dường như anh phải dùng hai tay chống lên mặt bàn, ngăn cản mình phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. HBT Channel Anh dễ, anh có đang nghe không? Khả tử linh không hiểu vì sao Anh đột nhiên im lặng Không nhịn được ngừng đầu nhìn anh Đi ra ngoài Nhẫn nại đã đến giới hạn cuối cùng Lồi quàng hằng nóng nảy mà ra lệnh Anh dễ Khả tử linh Bị bộ dạng u ám của anh Dọa sợ đến mức trong lòng co rúm lại Cũng không biết Anh vì bị hành hạ dục vọng khổ sở Mà như muốn bùng nổ lập tức đi ra ngoài lôi quang hằng gầm nhẹ kha tử linh bị dọa sợ sau khi chị cô chết cho tới bây giờ cô chưa từng thấy bộ dạng nổi nóng của anh như vậy dù thế nào việc cô ta khích bác hiển nhiên là đã có hiệu quả tin tưởng không lâu nữa anh nhất định sẽ hoàn toàn quên chị cô ôm ý định đắc ý kha tử linh hoảng sợ đi ra khỏi phòng làm việc cánh cửa rắn chắc vừa đóng lại trong nháy mắt hạ điểm hình cố mút anh đầu lưỡi nhấm nháp giống như muốn nuốt hết lửa nóng trong anh vậy hữu tâm anh phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn thậm chí quên ước định giữa hai người không cho phép lại gọi tên lúc trước của cô cô không để ý tới anh tức giận tiếp tục mút lòng bàn tay ra sức nắm chặt cảm giác anh ở trong miệng cô trướng to mùi hương đặc trưng của đàn ông tràn đầy lỗ mũi hai cánh tay của anh nắm chặt tay vịn lồng ngực dưới âu phục kịch liệt rung động động mạch ở gáy cũng co rút khuôn mặt tuấn mỹ thấm ướt một tầng mồ hôi con người màu hồ phách khẽ nhớp lông mày nhíu chặt thành một hàng cái miệng nhỏ nhắn mềm mại như tơ của cô ngậm chặt vật cứng rắn đầu lưỡi đặt ngay trước nụ hoa đỉnh đầu mà đảo quanh một cỗ run rẩy mãnh liệt chợt ập đến cảm giác tê dại lan tỏa khắp xương tủy trong nháy mắt anh nôn nóng cắn chặt răng mồ hôi lướt qua gương mặt, bụng dưới căng thẳng đến hỏng mất. Anh đã dùng túng mình cuồng dã buông thả, chất lỏng nóng bỏng tràn đầy khoang miệng. Cô vội vàng mở cái miệng nhỏ nhắn, dường như thiếu không khí mà bắt đầu ho. ừm, <laughs> Quang Hằng, em yêu anh. Cô rộng mở mình ôm chặt anh, chân dài trắng nõn, vô lực ở trên bàn anh, ngón chân cuộn lại mà sát quần tây. Không cho chỉ có mình cô là người dục vọng vô biên anh cũng vậy cho dù là vực sâu dục vọng cũng muốn cùng nhau rời xuống tiểu ma nữ còn muốn ép anh đến phát điên vậy sao anh cúi người khe cắn đầu vú cứng rắn đang chịu đựng bàn tay tùy ý cầm lấy dễ dàng khơi mào dục vọng trong cô à nhẹ chút từ trước đến nay em đều thích anh mạnh chút mà một trận hô hấp nặng nề anh hoàn toàn ngửa ra bị ái dịch trong hòa huyệt làm ướt đẫm côn thịt lại một lần nữa ánh sáng rực rỡ tán loạn trước mặt ánh mắt cô mê man cái miệng nhỏ nhắn hé mở hơi thở dồn dập lưỡi bị anh tham lam dây dưa mút đến vô lực để mặc cho anh ngậm vào đợi đến lúc cảm giác say đắm dần lui anh mới từ từ tấn công sâu hơn lần lượt đánh bất ngờ đi vào nơi sâu nhất à quang hằng không cần lửa là do em đốt có phải Em muốn thấy anh phát điên Bàn tay của anh vén sợi tóc Bị mồ hôi làm ướt đẫm Anh tinh tế liếm mồ hôi trên gương mặt cô Sức lực của thắt lưng Gầy mãnh liệt chạy nước rút thân thể trắng nõn mềm mại Đầm không ngừng lao động Hai vú mềm mại như sóng sôi trào Cổ vĩnh viễn bị khoái cảm Bất tận hành hạ thân thể đã sớm đạt tới cao trào Anh lại giống như không biết mệt mỏi Vẫn nhẫn nại khát vọng buông thả nhiều lần ép cô lên cực lạc. Cho đến khi mắt to ẩm ướt, nhìn anh khóc rụt sùi tuyên bố đầu hàng. Cuối cùng, anh mới phun ra ái dịch nóng bỏng trong vườn hoa mân côi của cô. Cô mơ màng mở mắt ra, Hạ Liêm Hình mới phát hiện mình đang điên cuồng cao trào, thì rơi vào giấc ngủ mê mệt. Khi tỉnh lại, cả người cô đang nằm trên ghế lông ở một bên trong phòng làm việc. Bàn làm việc sộp sạch như cũ, văn biển bị cô vò nát, rơi lung tung trong không khí còn tràn ngập hơi thở tình dục nồng đậm lôi quang hằng ngồi dựa bên cạnh cô hé ra tuấn nhan thỏa mãn lười biếng mà hấp dẫn trên đùi đặt quần áo của cô trên người cô đang đắp áo khoác âu phục của anh bởi vì mới vừa rồi trải qua kích tình áo khoác âu phục trên người cô hơi tuột lộ ra vai chừng chắn nón cùng với phía dưới không giấu được một đôi chân dài nhỏ nhắn khiến cô mới vừa tỉnh ngủ lại tăng thêm mị hoặc hấp dẫn cũng đầy trong sáng. Tầm mắt của anh thu lại, cảm giác bụng dưới đã phát tiết, lại bắt đầu xôn xao. Đầu ngón tay thon dài tỉ mỉ, đứt qua bắp chân trắng nõn, vuốt về da thịt mịn màng đỏ ửng. Thật hỏng bét, sau này lúc anh làm việc có nghĩ đến em không? Đôi mắt to tinh danh của cô nháy nháy mắt vô tội. Cố ý đưa ra bắp chân trắng dưới áo khoác, nhẹ nhàng dẫm lên bắp đùi anh. Anh dùng ánh mắt nóng bỏng cản rỡ vuốt ve bắp trần trắng nõn cố ý dụ dỗ rồi hành động lẳng lơ của cô cứ lúc ẩn lúc hiện trong cánh hoa xinh đẹp độc nào cũng phá hỏng nguyên tắc của anh chính là biểu hiện em yêu anh đó là đương nhiên nụ cười của cô chói lòa khẽ cắn đầu ngón tay mập mạp có phần e thẹn của thiếu nữ đôi mắt quyến rũ chỉ cần một chút đủ để làm tâm hồn người ta trầm luân hoàn toàn say đắm bàn tay trượt nắm mắt cá chân của cô kéo cô về vẻ mặt trầm ngâm của anh ngưng lại trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ của cô đáy mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu tiểu bà nữ không biết mệt mỏi này anh khan khan thấp giọng truyền chú hòa ánh mắt có thể làm cho tất cả phụ nữ trên đời đều can tâm thần phục vĩnh viễn không cho phép em cười như vậy với người đàn ông khác nhắc tới đề tài này nụ cười của cô chợt thu lại nhất thời nổi giận ngồi dậy lấy quần áo đặt lên trên đùi anh. Khi ánh mắt lửa nóng của anh nhìn chăm chú, cô không chút nào thiếu tự nhiên mặc áo ngược vào, cố ý đưa lưng về phía mà đứng, khom người mặc quần lót. Lúc đang định mặc, lồng ngực cứng rắn của anh nhào vào phía sau cô, cánh tay cường tráng vòng qua cái eo gầy của cô. Anh cứng rắn giữ lại cái mông cỏ quậy. Buông ra! Cô tức giận trường anh cũng rất xấu hổ phát hiện thân thể hưởng thụ sự quấn quýt đó ồ đáng ghét sợi tóc anh tán loạn trong mắt đầy dục vọng bộ dạng của anh thật tuấn tú tới mức không thể tưởng tượng nổi khiến cho cô nhớ tới lần đầu hai người hẹn hò trái tim không kiềm chế được mà dâng lên một hồi ngọt ngào chảy ra tức giận anh nhướng mày kiếm nói nhảm cô tức giận gào lên anh lại tin những lời nói hoang đường kia của tử linh ở trong lòng anh Rốt cục xem em là dạng phụ nữ gì Anh cũng không muốn tin Nhưng cô ta là em gái của em Tình cảm của em và cô ta khá thân thiết Vậy thì thế nào Anh lại không tin em Cô tức giận xoay người Chỉ muốn thoát khỏi cái ôm của anh Nhưng cái mông càng đốt nóng Càng khiến anh cứng rắn chịu đựng Đè xuống xúc động Muốn hùng hăng hồn cái miệng nhỏ nhắn tươi cười của cô Anh điều chỉnh hơi thở gấp gáp chỉ có thể từ từ nhẹ nhàng chậm chạp mà tiêu tan dục vọng đang sưng đau nếu không thì em nói cho anh biết tại sao kha tử linh muốn nói dối anh cúi mặt tựa đầu vào vai mềm của cô bàn tay cuồng vọng cũng không muốn kiềm chế ngược lại thừa dịp lực chú ý của cô tập trung vào toàn bộ sự tức giận phóng túng mà ôm bầu ngực trắng mịn ra sức vuốt ve anh mù sao Cô giận đến nỗi muốn giẫm chân, muốn bóp cổ anh, nhưng rất hiển nhiên anh hoàn toàn không quan tâm, bởi vì rốt cục tay của anh lại vọng tưởng đốt lên ngọn lửa hết sức đáng ghét mà đùa bỡn đầu ngực nhạy cảm của cô. Người đàn ông này thật cao siêu, kể từ lúc cô sống trở lại bên cạnh anh, rõ ràng nhu cầu tình dục của anh tăng lên, có lúc ngay cả cô đang ngủ cũng sẽ bị lửa nóng của anh tấn công. Thường thường, sau khi kích tình hoàn ái đã qua, anh vẫn như cũ khả một phần của mình trong cơ thể cô phảng phất chỉ có thể tiếp xúc bằng cách xuyên thấu qua thân thể mới có thể hoàn toàn xác nhận sự tồn tại chân thật ấy tử linh thích anh cắn môi đè xuống một tiếng ưng vai của cô bị anh cắn cánh tay tuột xuống tay anh ra sức vớt ve cho từ từ mãnh liệt thậm chí có chút thổ lỗ một chút đau đớn thế nhưng mang đến nhiều khoái cảm sắp đến buổi trưa ánh mặt trời ấm nóng trên ngọn cây ngoài cửa sổ có mấy con chim sẻ đang thư thái đậu díu rít dí hót trên giường một thân hình xinh đẹp đang duỗi người giống như con mèo con đang cuộn tròn trong chăn trải qua một cuộc thỏa thuận tiêu tốn thể lực mấy đêm thì mấy ngày nay hạ điểm hình xem như an phận không có tự mình ra ngoài cũng không ồn ào đòi lôi quan hằng chuẩn bị xe giúp cô chẳng qua là thi thoảng lén lén chạy tới công ty để tìm anh cãi nhau có lẽ trải qua một lần sinh tử biệt ly tính tình nóng này của hai người cũng thu lại mỗi khi xảy ra mâu thuẫn luôn có một người sẽ đúng lúc lùi lại một bước sau đó người còn lại sẽ lùi một bước dài cô biết anh yêu cô yêu đến không cách nào chịu được việc mất đi cô anh bất an và sợ hãi chỉ có thể dùng cách kích liệt hoàn ái để truyền đạt cho cô có lúc nhìn người đàn ông kiêu ngạo này cô lại nghĩ trời cao cho cô sống lại có lẽ cũng không phải bởi vì cô đáng thương Cũng không phải để hành hạ cô Mà là bởi vì trời cao chứng kiến anh bi thương Nên dù lòng thương xót anh Cũng bàn cho cô sinh mạng hoàn toàn mới Để cô trở lại bên anh Làm bạn quý trọng anh Mặc một cái áo khoác dệt kim Rộng thùng thình Để lộ ra đôi chân trắng noãn như tơ Cô lấy tay tùy tiện chải tóc Đi tới phòng bếp rót một ly cà phê Dựa vào bên cửa sổ sơn trắng Cô lười biếng nhàn nhã uống cà phê Vừa uống vừa đẩy ra cửa sổ Để hít không khí ấm áp buổi chiều Thỉnh lình điện thoại trong nhà vang lên Nơi này là nhà của lôi khốn khiếp Tên khốn khiếp không có ở đây Mới để lại tin nhắn Đoán được người gọi đến Cô cố ý không khách khí nói Đừng quên Em là bà xã của lôi khốn khiếp đấy Trong đầu dây điện thoại Truyền đến tiếng của anh đặc biệt trầm thấp Tiếng cười dễ dàng gây mâu thuẫn lòng người con gái. Trời cao thật là thiên vị, đem tất cả mọi thứ hoàn mỹ trên đời cho người đàn ông này, trái tim của Hạ Điểm Hinh khẽ lay động, không nhịn được mà nhẹ giọng thở dài. "Nếu như anh gọi điện thoại về nhà để kiểm tra em, vậy em cúp điện thoại đây." Cô tức giận trả lời. "Chờ xin đi." Cô chẳng qua là tạm thời đồng ý với anh không đi ra ngoài, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn thỏa hiệp tính toán bị anh nuốt cả đời. Yên tâm, đây không phải là kiểm tra em, mà là bởi vì anh nhớ em. Đột nhiên lời nói ngọt ngọt khiến cho gương mặt của cô nóng lên, lòng bàn tay không nhịn được mà dán lên ngực, cảm nhận được bên trong, đang kích động nhảy cẫng lên. Thật là nhỏ mọn. Cô thẹn thùng lào bào, người nào không biết, người đàn ông độc miệng kia lại đột nhiên ngọt như vậy, chẳng qua là muốn chấn an cô, lo lắng cô lại không nghe khuyên bảo của mình mà cứ chạy loạn không bằng như vậy tháng sau chúng ta kết hôn để cho hạ điểm hình dành chính ngôn thuận trở thành lôi phu nhân anh điên rồi sao kha hiệu tâm mới chết hơn nửa năm anh lập tức liền cưới về cô vợ trẻ 18 tuổi anh còn muốn hình tượng và danh tiếng nữa không cô lập tức nhảy ra phản đối hơn nữa cứ như vậy kha hiệu tâm thật sự rất mất mặt ngay cả linh hồn của cô vẫn còn, nhưng ở trong mắt người đời thì cô đã qua đời. Chưa kể nói, người chết lưu danh, cô không muốn nhìn thấy, sau khi Kha hiểu tâm chết, còn phải trở thành trò cười, trong giới xã hội thượng lưu, uống trà còn nhiều hơn ăn cơm. Điểm tâm, đây chẳng qua là hình thức thôi, cần gì để người khác nói gì? Anh cười than thở. Anh muốn hại em biến thành tiểu tam sao? Còn nữa, Đến lúc đó chúng ta thật sự kết hôn Không tránh được Lại bị mấy tên chó săn ảnh bới móc Anh nghĩ người khác Sẽ đối xử với một hạ điểm hình 18 tuổi Ngay cả đại học cũng chưa học xong Sẽ như thế nào Nghĩ cũng biết Đề tài không có gì hấp dẫn Những đám phóng viên đó Sẽ tận tình biên soạn Thành đề tài nóng bỏng nhất Nhất định sẽ hết sức đùa cờ chuyện này Tạo nên chuyện hạ điểm hình Mặc dù trẻ tuổi Nhưng cũng là người có tâm cơ 18 phần hám tiền tài. Nếu không nữa thì chính là một chàng chỉ trích hoặc là lời ra tiếng vào. Nghĩ đến đây thôi cô đã nổi giận. Chẳng lẽ chúng ta cứ bí mật ở chung cả đời như vậy? Em mà kê, bộ dạng anh bên ngoài phải tiếp tục giả bộ là tiểu tụy một chút, chán nản một chút, bị thương một chút. Em không cho phép anh cười to, hằng hái, vẻ mặt vấn khởi. Nếu không, mặt mũi kha hiệu tâm cô đã chết sẽ bị vứt đi đâu chứ bên kia chuyển đến tiếng của lôi quang hằng không khỏi bật cười vị chán điểm hình em quên một chuyện tiểu mà nữ này dường như đã quên toàn bộ chuyện tốt mình đã làm còn cố ý liên tục mà trách anh chuyện gì cô dừng lại thì thầm chuyện em lén lút tới công ty chẳng lẽ em thật sự cho rằng không ai phát hiện à không biết nói gì kết quả là cô hại mình thành tiểu tam trong điện thoại nhất thời truyền đến tiếng cười trầm thấp dễ nghe của đàn ông cô rất không thục nữ ngồi trên bàn ăn tức giận đưa tay khuấy nước có cảm giác muốn hỏi ông trời đừng nghĩ nhiều như vậy chuyện giữa chúng ta chỉ cần trong lòng chúng ta hiểu là tốt rồi anh sẽ nhanh chóng sắp xếp em cứ chờ đợi để làm lôi phu nhân lần nữa lôi phu nhân sao cô tức giận liếc mắt Hôm nay bữa trưa Đừng gọi em cơm ở bên ngoài nữa Lý Nguyên Tù đã liên lạc Gọi dì Trần trở lại làm người giúp việc Được Thật vô dụng Chỉ một cử chỉ thoáng qua của anh Cô liền cảm động đến nỗi Dối tình dối mù Lối quang hằng Sao Em thật sự rất nhớ ba Anh có thể dẫn em đi gặp ông ấy không Cô buồn bực thấp giọng hỏi Điểm hình chuyện này chúng ta đã thảo luận rồi tình huống bây giờ cũng không thích hợp nghe được trong giọng cô tràn đầy buồn rầu anh cũng đau lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn chuyện linh hồn cô sống vào cơ thể khác dù có nói thế nào cho dù người thân nhất bên cạnh cũng không tin biết cô muốn thẳng thắn thừa nhận chuyện này với ba kha nhưng anh vẫn phản đối em biết anh lo lắng ba em sẽ cho là em bị điên nhưng mà em vẫn nên đi xem thử một chút anh cũng không tin em sao đó là bởi vì anh yêu em nhiều hơn bất kể ai trong loa nhỏ giọng bỗng dưng chuyển đến giọng nói của anh kiên định không có bất kỳ sự phiền não hơn nữa không tìm ra một tia giả dối anh cho điều đó là tự nhiên mà cũng là kiêu ngạo mặc dù không phải lần đầu tiên nghe anh nói như vậy thế nhưng nhịp tim của cô vẫn đập loạn như cũ ấm áp ngọt ngào tràn đầy cả suy nghĩ trong lòng ngay cả ngón chân cũng không nhịn được nhẹ nhàng căm lại cô thật sự rất yêu rất yêu anh không biết từ lúc nào mà tình yêu của hai người có thể nồng nhiệt như vậy chỉ bởi vì ngọn lửa của cả hai là một ngọn lửa cháy mãnh liệt mỗi lần va chạm cũng sẽ bắn ra tia lửa có khả năng làm tổn thương người còn lại sau khi vượt qua ranh giới của sự sống và chết cuối cùng ngọn lửa này cũng cùng nhau nóng chảy bao dung kịch liệt và kích thích lẫn nhau Lời quang hằng em nghĩ tới chết cũng vẫn yêu anh không thể kiềm chế tình chiều mãnh liệt trong lòng cô rủ mắt khẽ nhìn chân mình dịu dàng mà bày tỏ vậy tốt rồi bởi vì đây là việc em nên làm tiếng cười của anh lại sâu kín trầm trầm cũng là thứ âm thanh cô nghe cả hàng trăm lần cũng không chán ngọt đến mức có thể ủ thành hũ mật nói mãi đến lúc đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Lý Nguyên Tu xin phép, hai người mới dừng lại. Đơn giản là giống như cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt không muốn kết thúc cuộc trò chuyện triển biên này. Bước chân nhẹ nhàng như đi trên mây, Hạ Điểm Hình cười ngọt ngào lộ ra núm đồng tiền, phảng phất như không nỡ. Ôm điện thoại một đường đến phòng khách, ước ao có một đôi cánh để bay lên đến bên cạnh người đàn ông mình yêu. Không biết dựa trên ghế xà lông cười khúc khích bao lâu cho đến lúc xác định anh bị công việc quấn lấy mấy tiếng tiếp theo sẽ không gọi điện thoại cô mới lưu luyến đặt điện thoại xuống bỗng dưng âm thanh tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa kim loại chạm vào vang lên thức tỉnh hạ điểm hình đang cười khúc khích theo bản năng cô cho là dì trần giúp việc tới cô lờ đánh ngồi thẳng thân thể mềm mại đầu đẹp quay sang nhìn về phía cửa không ngờ người tới không phải là thân thể cao lớn của dì trần trong trí nhớ của cô mà lại là em gái kế kha tử linh của cô đúng rồi cô thật ngốc dì trần chưa có chìa khóa vào nhà vậy sao có thể tự mở cửa để vào hơn nữa tại sao kha tử linh lại có chìa khóa nhà bọn họ thái độ của kha tử linh ung dung vào nhà đáy mắt hiện lên sự đắc ý vui vẻ lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô gái ngồi xếp bằng trên ghế xa lông thì nụ cười hoàn toàn biến mất sao cô có thể vào đây kha tử linh kích động hét to loại vẻ mặt đầy oán hận này có lẽ là lần đầu cô trông thấy người trước mặt thật sự là tử linh cô biết sao trong nháy mắt hạ điềm hình cảm thấy tâm tình phức tạp những năm trong quá khứ của cô dường như đã bị trẻ mất bởi sự gia tạo đây mới là câu hỏi tôi muốn hỏi cô ném hết những hình ảnh chị em thân thiết trong quá khứ cô lại tin tưởng kha tử linh quá nhiều Lúc trở về, chính tai mình nghe thấy những lời nói hoang đường kia một hồi, thậm chí là hoàn toàn tiêu cực. Cô là phụ nữ, dĩ nhiên có thể nhìn ra được, trong mắt của Tử Linh đối với lôi quang hằng không muốn rời ra. Vậy đại khái cũng đủ để giải thích vì sao cô phải giả tạo nói dối, bồi nhỏ kha hiệu tâm. Cho dù là em gái cô, cô cũng không thể nào có thể chắp tay giao người đàn ông mình yêu. Đường tắt duy nhất chính là dũng cảm tuyên chiến bình tĩnh mà suy nghĩ đôi mắt to trầm suốt ngẩng lên bày ra khí thế của nữ chủ nhân hỏi tại sao cô có chìa khóa vào nơi này nhìn thấy đáy mắt của cô trở nên tự tin kha tử linh có hơi trột giả cho là mình đang nhìn thấy kha hiệu tâm đã chết nhưng suy nghĩ buồn cười này nhanh chóng bị gạt đi kha hiệu tâm đã chết rồi coi như chị cô đã từng sáng trói khắp nơi rực rỡ hôm nay cũng đã thành thi thể thối nát trồn dưới đất từ nay về sau sẽ không có người ngăn chở cô ta và lôi quang hằng yêu nhau kha tử linh ngần gương mặt tỉ mỉ trang điểm lên ánh mắt giống như đang nhìn một con côn trùng tràn đầy khinh bỉ và khinh thường cô mới tới không lâu nên không biết tôi chính là nữ chủ nhân của nơi này dĩ nhiên sẽ có chìa khóa vào nhà ngược lại cô thì sao cô biết cô trăm phương ngàn kế muốn leo lên giường của quang hằng ánh mắt ghen ghét nhìn cách ăn mặc mà phán xét lập tức lại thêm tia ác độc. Hoặc tạm thời cô đã thành công, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, đây chẳng qua chỉ là nhất thời phát tiết, bởi vì cuối cùng Quang Hằng sẽ trở thành chồng tôi. Hạ Điểm Hình không biết là nên khóc hay nên cười. Sao cô có thể khẳng định chắc chắn như vậy? 20 phút trước, Lôi Quang Hằng còn cầu hôn lần thứ hai với cô trong điện thoại. Nói cho cô biết cũng được, vợ trước của Quang Hằng là chị tôi. Nhưng mà nửa năm trước, chị ấy đã gặp tai nạn xe cộ chết đi. Dựa vào việc tự trách trong lòng, Quang Hằng vẫn không cách nào có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ. Anh ấy, đối với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng không có hứng thú. Duy chỉ cho phép tôi đến gần anh ấy, thậm chí cùng anh ấy ăn cơm. Nhưng mà sao tôi lại thấy? Cũng chỉ có mình cô muốn gần gũi anh ấy vậy hạ điểm hình nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở cô ta xem quá nhiều phim tình cảm thậm chí là tô son chát phấn thành tình cảm của chính mình một cỗ áo tưởng tốt đẹp bị đâm rách khiến cho cô ta xấu hổ linh giận tới mức sắc đỏ hồng vẻ mặt ác độc giống như muốn xé xác cô bộ dạng kia hoàn toàn không hề giống với hình tượng e thẹn ngày thường cô chồng thấy cô thì biết cái gì cô chẳng qua chỉ là người tạm thời được anh ấy để ý tìm tới để phát tiết Bây giờ cô mau cút cho tôi Người phải đi chính là cô Trong lòng bình tĩnh Hạ điểm hình lạnh lùng đáp lại Nội tâm như cũ rung động Cùng với em gái kế Ở dưới mái hiên dài đến hơn 10 năm Cô lại chưa từng nhìn thấy kha tử linh cực kỳ cố chấp như vậy Tiện nhân kha tử linh tức giận Không chút nào báo động Mà tiến lên nắm lấy tóc của cô kha tử linh Cô buông tay ra cho tôi cấm miệng mày không có tư cách gọi tên tao đồ gái điếm không rõ lai lịch đừng tưởng rằng leo lên giường với lôi quang hằng mấy lần là xong chuyện từ đâu đến thì mau cút trở về cô ta điên cuồng thét chói tai và vỡ không khí kha tử linh giống như là điên mà kéo cô một tay giữ chặt tờ vai yếu ớt của cô một tay níu lấy mái tóc mềm như tơ màu nâu hạt xe của cô kéo mạnh bảo khiến da đầu cô đau đớn Ngày sau đó nước mắt tràn ra khóe mắt Thần không thể tin được Tử Linh lại thô bạo như vậy Chẳng lẽ cô ta thật sự yêu Quang Hằng Đến phát điên cuồng Khá Tử Linh Tôi tên là cô buông tay Thân thể mới Trọng sinh nhỏ bé yếu ớt Hạ điểm hình hoàn toàn Không đánh lại sức lực điên cuồng của Khá Tử Linh Vọt tới dưới thân Dường như kha Tử Linh áp cả người lên trên người cô Một tay thậm chí bóp cổ cô một tay kéo mạnh ra đầu cô trong mắt lộ ra vẻ oán hận mãnh liệt tiện nhân tiện nhân Khả tử linh không ngừng mắng vẻ mặt cực kỳ dữ tợn càng lộ ra vẻ trạng thái tinh thần có vấn đề trước kia có một kha hiệu tâm còn chưa đủ sao giáo lối qua hằng còn có thể tìm cái loại gái điếm như mày tao muốn giết mày để cho mày và kha hiệu tâm cùng thối nát dưới lòng đất làm bạn trời ạ à, tử linh nói những lời này có ý gì chẳng lẽ tai nạn nơi khe núi kia không phải là tình cờ mà chính là một âm mưu giết người đã sắp đặt trước bỗng nhiên trong đầu của cô hiện lên rất nhiều đoạn ngắn nửa năm trước đêm xảy ra tai nạn xe đáng sợ đó cô nhận được điện thoại của tử linh cầu cứu cô ta nói mình bị bạn bè đùa dai bỏ lại ở trong núi sau khi nghe xong cô lập tức ngồi lên xe tới chỗ núi hoang vắng vẻ kia lại một đoạn ngắn nữa vụt qua như tia chớp. Trước. trước khi xảy ra tai nạn xe một ngày, chiếc xe Mini Cooper màu đỏ yêu dấu của cô được cửa hàng sửa chữa đưa về mà chỗ cửa hàng đó là do tử linh giới thiệu. Có rất nhiều điểm nghi vấn vẫn còn nằm đó chờ đợi được khai phá. Nhưng mà lúc trước vừa trải qua chuyện rối loạn thần phận cộng thêm sau khi sống lại phải đối mặt với cửa ải phức tạp lại cứ dây dừa đến tột cùng cũng có liên tiếp cuộc sống với thân phận của Kha Hiệu Tâm. Đủ các yếu tố xảy ra khiến cô quên truy cứu nguyên nhân xảy ra bi kịch. Hơn nữa cũng quên đi một khả năng tàn khốc. Làm hại mình thường thường là những người thân thiết bên cạnh. Buông, buông tôi ra. Vì giữ chặt cổ, con người hạ điểm hình co rút mạnh, hô hấp dồn dập thở hồn hển như muốn phát bệnh. Đi chết đi, dám cùng tao tranh giành lôi quang hằng thì tất cả mọi người đều đáng chết. Kha Tử Linh không nghe mà nở nụ cười ác độc, không ngừng đè lên cô, giống như quyết định muốn giết chết cô. Đinh đăng Tiếng chuông cửa vang lên, Kha Tử Linh như ở trong mộng mới hoảng sợ tỉnh lại, bàn tay đang bóp cổ cô theo bản năng nới nỏng mấy phần sức lực. Thấy cơ hội không thể mất, Hạ Điểm Hình đột nhiên ra sức mà đẩy cô ta, lật người ngồi dậy, nhưng bởi vì sự khó thở mà tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, chỉ có thể nằm ở trên người cô ta mà hò khàn dữ dội. Miệng há to hút vào không khí. Nhất định là gì chân tới, cô phải cầu cứu. Không, cô nên báo cảnh sát trước, cần thông báo với quang hàng trước. Một cú đập nặng nề sau đầu cô, ngay cả cầu cứu la lên cũng không kịp nữa. Bóng tối bao trùm cả tầm mắt, cái chán của cô ngã trên thảm, ngay sau đó cô mất đi ý thức linh hồn dường như lại bị trôi nổi giữa không trung ý thức lâm vào một mảng hỗn độn cho đến khi sau đầu đau đớn kịch liệt khiến cô thức tỉnh cô mới từ từ khôi phục cảm giác từ từ mở mí mắt nặng nề tầm mắt lườm một cái cô bị cảnh tượng trước mắt khiến cho toàn thân phát run vừa nhìn ngọn núi kia nơi khiến cô ngã đến nối tan xương nát thịt ngọn núi đã phá hủy hết tất cả của cô run dày cắn môi dưới Cô cưỡng bách chính mình bình tĩnh Muốn nắm chặt hai tay Lại phát hiện ra tay của mình bị trói sau lưng Thấy rõ tình hình Cô bị ném ở trên một chiếc xe Giống như đêm đó Nửa năm trước Cô một thân một mình chạy xe đến ngọn núi vắng vẻ Lạnh lẽo Ngủ ngốc làm theo gian kế của em gái Tự tìm đường chết rời xuống Bỗng dưng cô nhắm chặt hai tròng mắt Cô sợ hãi phát hiện Mình đã bị bắt cóc Sợ e rằng dù cố tỉnh táo suy nghĩ thì bóng ma chết chóc lần nữa sẽ vẫn quanh quẩn trên cao, giống như cô không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn chết chóc này. Cô không muốn trải qua một lần sống chết đau khổ nữa, lại càng không muốn rời khỏi người đàn ông mà cô yêu. Chợt, một hồi âm thanh cãi nhau kéo cô vào nỗi sợ hãi. Thử Linh, con không thể làm như vậy, chuyện này quá nguy hiểm, con sẽ chuốc lấy phiền toái cho mình. HPT Channel là tiếng của mẹ kế hạ điểm hình đưa mặt lại sát gần chỗ cửa sổ xe yếu ớt mà nhìn ra phía ngoài xe phát hiện ra xe đẳng nhã dung đang dừng cách đó không xa dường như bà ta và kha tử linh đang cãi nhau mẹ con không thể nhịn được nữa lời quang hằng tình nguyện muốn con tiện nhân không rõ lai lịch này cũng không cần con con nhất định phải xử lý cô ta giống như trước đây chúng ta làm vậy chúng ta có thể làm không để lại dấu vết có thể nói giống như cả người bị chúng kịch động chảy xuôi trong toàn thân cô cô thậm chí cảm giác được bản thân của mình cũng chết lặng kha hữu tầm chết thì ra thật sự là bị tính kế là bị mẹ kế và em gái của cô người mà cô vẫn luôn tin tưởng thủ tiêu hại chết trời ơi đây rõ ràng là bi kịch cẩu huyết khốn nạn cỡ nào vậy tại sao nó lại tàn khốc nó lại xảy ra trong cuộc đời cô Thậm chí còn là kết thúc của cô nữa Tử Linh Lần này chúng ta không có kế hoạch chu toàn Cũng không có chuẩn bị sau đó thế nào Không thể qua loa động thủ như vậy Huống chi Cô gái này không phải khá hiệu tâm Cô ấy đối với lời quang hằng Không có sức ảnh hưởng quá lớn Hơn nữa chẳng qua là nhất thời phát điết thôi Đàn ông mà Ai chả có dục vọng Còn không thể vì loại người này mà ra tay Hiển nhiên, lương tâm của đặng nhã dung còn chưa hoàn toàn biến mất hoặc là bà ta nghĩ việc này quá nguy hiểm không có cách nào có thể làm được toàn vẹn vì vậy mới có thể khuyên can mọi cách đúng vậy lần trước hai mẹ con bọn họ quả thực là làm hết sức suôn sẻ ngay cả kha hữu tâm cũng không có hoài nghi bọn họ thậm chí còn ngu ngốc coi hai người là người nhà thân thiết không ai biết con có chìa khóa nhà con cũng không có mở cửa cho gì tràn vào trong nhà không có người cho nên sẽ không có người phát hiện còn dẫn cô ta đi. Khả tử linh làm như quyết tâm phải xử thật đẹp hạ điểm hình. Dù đặng nhã dùng ngăn cản thế nào cũng không thể giao động cô ta. Tử linh, con nghe mẹ nói đi. Mẹ đã không phải là không giúp con mà là lo lắng lần này con sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. Lần trước tai nạn xe của hiệu tâm có thể hoàn toàn cho là hệ thống hướng dẫn bị lỗi. Nhưng mà lúc này không thể làm như vậy nữa Chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn Không Kha Tử Linh cố chấp từ chối Tử Linh Đảng Nhã Dung nóng này Cố nắm lấy hai vai cứng ngắc của con gái Lại bị cô ta dùng sức gỡ ra Không giúp con thì thôi Con có thể tự mình giải quyết cô ta Dù sao cô ta không phải khá hiệu tâm Cảnh sát muốn điều tra Cũng không tra được đến con không được, còn không thể để cô bé này bị ngã trong xe ở ngọn núi này. Chuyện không quá nửa năm, đến lúc đó cảnh sát nhất định nghi ngờ. Dù chúng ta muốn ra tay cũng không thể ở chỗ này. Mà thấy khuyên can không có hiệu quả, lo lắng việc phạm tội lộ ra ánh sáng. Cho nên Đặng Nhã Dung không thể làm gì khác hơn là ngược lại khuyên nhủ Kha Tử Linh đừng chọn cùng một chỗ để cô bé này trôn thân vậy nếu không được thì sao kha tử linh lo lắng hỏi trước mắt chúng ta mang cô ta tới nơi khác tìm một vùng núi nào càng bí mật ít người một chút đặng nhã dung đề nghị suy tư trong chốc lát dường như cũng cảm thấy mẹ mình nói đúng kha tử linh gật đầu đồng ý lo lắng con gái tâm tình không yên ở trên đường xảy ra sự cố đặng nhã dung đề nghị hai người trao đổi xe lái nhận ra được có hình bóng người đến gần. Sau chỗ ngồi, Hạ Điểm Hình hai tay, hai chân bị trói, lập tức ngã nằm xuống, nhắm mắt, tiếp tục cải trang đã hôn mê. Đảng Nhã Dung ngồi lên xe khởi động máy, cẩn thận mà tiếp góc, điều khiển xe vượt qua làn xe, tiếp tục quay xe, ổn định xoay mình khỏi đường núi quay co. Bởi vì lo lắng tâm tình của Kha Tử Hình sẽ xảy ra chuyện, Đảng Nhã Dung vừa bắt đầu liền cố ý giảm bớt tốc độ xe, để cho kha tử linh chạy đằng trước như vậy bà ta mới có thể quan sát rõ bóng xe con gái đang xuống núi kha hiệu tâm gọi bà là mẹ mười mấy năm coi như không có máu mủ ruột thịt chẳng lẽ bà không hề có chút tình cảm mẹ con nào với cô ấy sao một tiếng u oán mà lại nản lòng chất vấn như là rét tánh lọt vào trong tay khiến cho đặng nhã dung đang truyền tầm lái xe giật mình trái tim lại càng thêm đập mạnh đột ngột dẫm lên phanh xe chiếc xe Audi màu đỏ dừng giữa sườn núi chợt toàn thân đặng nhã dung nổi lên một trận rùng mình cảm giác lạnh lẽo tới thấu xương sống lên ót đặng nhã dung quay đầu nhìn về phía ghế ngồi sau trong mắt tất cả đều là sự cảnh giác cô là ai giọng nói này cũng không phải của hiệu tâm nhưng mà cách nói lại cực kỳ giống cô ấy khiến người ta không rét mà run hà điểm hình nhẹ nhàng uốn éo người từ tư thế nằm nghiêng chuyển sang ngồi thẳng dậy dùng mạo trẻ tuổi non nớt thế nhường đôi mắt lại phảng phất như hiểu rõ thông suốt tất cả không ánh mắt kia lại cũng rất sống với hiệu tâm hai tay nắm chặt tay lái không thể ức chế mà phát run Đặng nhã dùng phát hiện mình lại không dám chống lại ánh mắt lạnh lẽo âm u của cô gái ngồi sau cô rốt cục là ai tại sao lại biết chuyện hiệu tâm Đảng Nhã Dung không ngớt lời Cũng rõ ràng phát run Tại sao cô lại bắt trước Cách nói chuyện của Hiệu Tâm chứ Tôi không có bắt trước Hạ điểm hình lạnh lùng nhìn bà ta Khóe miệng thật trầm chọc Nhẹ nhàng cong lên Tôi không có bắt trước Tôi vốn chính là Kha Hiệu Tâm Cả người của Đảng Nhã Dung run lên Vì cô thoát khỏi sự sợ hãi mạnh mẽ Bà ta đột nhiên thẻ thế Tăng thêm âm lượng tức giận mà nói nói bậy bà. Cô đừng ở trước mặt tôi ra thân ra quỷ. Cũng không nhìn xem bộ dạng bây giờ của mình ra sao. Cô có chỗ nào giống với hiệu tâm? Tử linh đã nói với tôi, không biết cô dùng quỷ kế gì còn khiến cho Quang Hằng xem cô như hiệu tâm. Cô đừng tưởng rằng trò này có thể lừa gạt tôi. Tôi là mẹ kế của Kha hiệu tâm. Tôi chứng kiến nó lớn lên từ lúc 10 tuổi đến giờ, cho nên tiết kiệm sức lực của cô đi. Vậy sao? Đây chính là lời tôi muốn hỏi bà." Hạ Điểm Hình chớp mắt, gạn hỏi mẹ kế, ngày đó bày ra hình tượng người mẹ dịu dàng, phút chốc ở nơi này đã hoàn toàn sụp đổ, cô chỉ tự trách mình ngô xuẩn lại có thể tới lúc này mới phát hiện hai mẹ con này lòng dạ lang sói. "Tôi gọi bà là mẹ, sao bà muốn hại tôi? Năm tôi 10 tuổi, bà dẫn Tử Linh vào nhà tôi, tôi cũng không phản đối." cũng không có ở trước mặt ba nói điều gì xấu xa về bà. Tôi rất cố gắng tiếp nhận bà và Tử Linh, đối xử với bà như mẹ ruột. Thậm chí tôi còn quan tâm bà hơn Tử Linh. Bà là hại chết tôi để báo đáp ân tình ư. Đặng Nhã Dung run cầm cập, cặp mắt vô cùng hoàng sợ trợn to, nhìn trong gương chiếu hậu lướt qua một tia mồ hôi lạnh. Tại sao, tại sao cô gái này lại mang cảm giác giống như hiệu tâm vậy? giống như là linh hồn của hiệu tâm ở trên người cô gái này. Không, không thể nào, sao trên đời có thể sẽ có chuyện hoàng đường như vậy? Nhìn sắc mặt hốt hoảng của mẹ kế, ánh mắt hoảng sợ hoài nghi, Hà Điểm Hinh lại lạnh lùng cười. Người ta nói, con cái mình sinh ra, dù đổi dung mạo hay thân thể, ngay cả hóa thành cho cũng nhận ra. Những lời này thật sự cũng quá khoa trương. Nhưng dường như cũng có thể nhìn ra nhân tính bên trong. Xem như tôi thật sự coi bà là mẹ Nhưng cuối cùng bà cũng không phải là mẹ ruột sinh ra tôi Cũng khó trách Đánh chết bà cũng không tin tôi đã sống lại Sống lại Ngay câu này chưa bao giờ thấy tiếng nói phản đối Đằng nhã dung ngây người Nhìn hạ điểm hình thật lâu Không nặn ra được lời gì Giống như bóng tối sợ hãi và ái náy Đã nuốt lấy ý thức Bà mới run dày khóc thành tiếng Đáng chết Một người to như vậy có thể đi đâu mất được chứ Một tiếng quát tháo Từ trong tòa cao ốc vọng ra ngoài Thư ký lý và luật sư đều sợ đến xanh mặt Nhưng cảnh sát Được cấp trên gọi đến để hỗ trợ Cũng liên tục nuốt nước miếng Người đàn ông lôi quang hàng này Cũng thật khoa trương Vừa nghe tin có bạn gái của mình mất tích không dấu vết Cũng chỉ mới một ngày Mà đã bắt đầu nổi trận lôi đình không chỉ báo cảnh sát mà còn thuê thám thử tư và vệ sĩ chuyên nghiệp đi tìm kiếm tung tích. Làm ơn đi, nghe nói cô gái đó năm nay mới 18 tuổi, ở tuổi này con gái thường rất ham chơi, lại thiếu bình tĩnh. Nói không chừng đang ở tiệm tạp hóa, được một nam sinh nào đó bắt chuyện, rồi đi đâu đó chơi thôi. Bà nội nó, toàn là lũ vô dụng. Lôi quang hằng hung hăng, quăng điện thoại lên bàn, điếu thuốc trong tay đã sớm đốt đến cuối cùng, Lửa nóng chạy đến tận tay cũng không hay Lời tiên sinh Ngài đừng quá khẩn trương Có lẽ cô ấy chỉ chạy đến đâu đó Cô ấy mải chơi quên mất thời gian thôi Không nghiêm trọng nhanh tưởng tượng Anh cảnh sát trẻ còn chưa nói xong Lập tức bị trợ lý lý Chừng cho một cái ngắt lời Đúng lúc này cửa lớn mở ra Thân hình cao lớn của dì Trần xuất hiện Gấp đến hoang mang Lôi quang hằng lập tức đứng lên Toàn thân tỏa ra sát khí khiến cho mọi người xung quanh áp lực cực kỳ. Tất cả đều vô thức yên lặng, nuốt xuống nước miếng. Hơn nữa, cũng khiến cho dì đồng thời lui về sau hai bước. Dì Trần thở phì phò nói. Lời tiền sinh, tôi nhận được điện thoại của chợ lý lý, liền lập tức đến ngay. Lời quang Hằng lạnh lùng hỏi. Chị nói, khoảng 11 giờ, chị đến nhấn chuông, nhưng không có ai mở cửa. Dì Trần gật đầu xác nhận. Không sai, khoảng 11 giờ. Lúc ấy tôi cảm thấy bực mình, cho nên đã nhấn chuông ba lần, cũng nhìn vào bộ đàm báo lên. Nhưng đợi 10 phút vẫn không thấy ai trả lời. Luật sư đột nhiên nói. Có phải sau khi nói chuyện với lôi tiên sinh xong, Hạ Tiểu Thư có chuyện đột xuất phải ra cửa, nhưng vì quá gấp gáp nên không kịp báo chăng? Không thể nào. Lôi Quang Hằng dứt khoát bác bỏ. Cô ấy không thể không nói tiếng nào mà đi, Tuyệt đối không có chuyện đó Dì Trần Dì đứng ở ngoài cửa chờ suốt 10 phút Có nghe thấy bên trong nhà có tiếng gì lạ không Tránh cho lửa đạn Tiếp tục tràn lan Trợ lý lý vội vàng quay về vấn đề chính Bị hỏi như vậy Dì Trần mới nhíu mày suy nghĩ Mọi người nín thở chờ câu trả lời Không có Trong chớp mắt Câu trả lời của bà đã làm dập tắt ngọn lửa hy vọng của mọi người Chết tiết. Lôi quang hằng đấm tay xuống bàn Mọi người trong phòng đều thót tin Reng, reng Chuông điện thoại bất ngờ vang lên Lôi quang hằng nhíu chặt mày Thò tay bắt máy không do so dự Lôi tiên sinh Người gọi đến chính là thám tử anh đã thuê Tâm tư của lôi quang hằng trầm xuống Đoạn đối thoại sau đó Làm anh cảm thấy hoang mang Cảm giác này lại một lần nữa tàn nhẫn vào phủ anh Anh không thể tin được Buổi trưa hôm nay hai người mới nói chuyện điện thoại rất ngọt ngào. Vì sao, đến trạng vạng, cô lại giống như con chim, bay khỏi lông, tìm mãi mà không thấy. Lần này anh vô cùng khẳng định giữa hai người không có bất kỳ tranh chấp nào, càng không hề có hiểu lầm gì. Cô cũng không có phương tiện giao thông để đi lại, càng không thể đi xa. Đáng chết, lúc này bọn họ mới phát hiện camera đã gặp trục trặc nhiều ngày, hệ thống an ninh cũng không hề có tín hiệu báo động. Cô cứ như vậy mà mất tâm, mất tích anh đã mất đi hiệu tâm tuyệt đối không thể mất thêm hạ điểm hình cô là của anh là sinh mạng duy nhất của anh lại càng là một nửa linh hồn của anh nếu như lại một lần nữa lại một lần nữa mất đi cô anh không biết mình còn có thể sống tiếp không có lẽ có thể nhưng chỉ là sống như một cái xác biết thở mỗi ngày quanh quẩn ranh giới giữa cái chết và sự sống ngóng cho một ngày mình nhanh chóng chết đi để có thể gặp cô ở thế giới bên kia Reng, reng. Chuồng điện thoại lại một lần nữa vang vọng đến chói tai. Tận cõi lòng anh thất vọng đã quá nhiều, một lòng chìm sâu trong bóng tối tuyệt vọng. Lôi Quang Hằng nhận điện thoại, ánh mắt trống giống cũng không đợi đối phương lên tiếng, đã tức giận mà quát tháo. Nếu như vẫn không xác định được đã tìm thấy cô ấy thì đừng gọi nữa. Anh đã chịu đựng cái loại đối thoại này đủ rồi, thuê bọn họ với số tiền lớn, mà đám vô dụng này chỉ luôn báo tin xấu. Quang Hằng Một giọng nói mỏng manh yếu ớt quen thuộc vang lên. Trái tim của anh hùng hằng giết lại. Lôi Quang Hằng đột nhiên nắm chặt tay nghe. Sức lực lớn đến mức giống như sắp bóp nát cái điện thoại. Hơi thở của anh gấp gáp, máu trong người cũng chảy xiết. Quang Hằng là em. Giọng nói bên kia đang thút thít giống như bị cả thế giới vứt bỏ tiếng khóc yếu ớt tràn đầy bi thương cho bản thân. Điểm hình, em đang ở đâu? Dòng của anh run rẩy, anh nhất định phải lập tức nhìn thấy cô, tận mắt xác định cô còn sống, trái tim còn đập. Đây sẽ không phải là cuộc gọi từ thế giới bên kia. Cô gọi đến thông báo cho anh biết cô sắp rời khỏi anh, một lần nữa muốn rời khỏi cuộc sống của anh. Dòng suy nghĩ tiêu cực giống như lưỡi dao cắm thật sâu vào lồng ngực của anh, đôi mắt màu hổ phách gắt gao trừng về phía trước giờ phút này anh cảm thấy mình giống như sắp chết vậy bên đầu dây kia ù ù vang lên tiếng khóc yếu ớt từ trong cuống họng lời quang hạng em muốn gặp anh bây giờ ngại lập tức nói cho anh biết em đang ở đâu mau nói cho anh biết đi giống như cái chết đang ở trước mắt như là một con thú bị sự tuyệt vọng đầy đọa. Anh gầm lên khàn khàn Ở trên núi Trong một hang núi Khi nghe thấy giọng mũi vỡ vụn của cô Anh sợ hãi đứng thẳng Bắp thịt toàn thân căng cứng như sắt Gần cốt nhẹ nhẹ nổi lên Lăng trì từng chi giác của anh Em ở đó làm gì? Anh sắp tức đến hỏng mất Tay nghe trong tay của anh gần như muốn vỡ vụn Ông trời có thể đối với anh như vậy Không thể anh đồng ý dùng tất cả tiền tài đổi lấy tính mạng của cô. Ai cũng không thể đoạt lấy cô khỏi tay anh lần nữa. Cô vốn không phải là một linh hồn, tuyệt đối không? Hồ hô, anh mau tới đây đi. Em đau quá, đau quá. Cô nặng nề nghẹn ngào nhưng lại thất thanh kêu không ra tiếng. Điểm hình, hạ điểm hình. Trái tim của anh như ngừng đập, cả người như đóng băng. Đền giọng, trong sự nôn nóng hỗn loạn. Tốt, tốt, tốt. Bắt tín hiệu đột ngột, anh bỏ điện thoại xuống, lấy chìa khóa xe, đẩy những người xung quanh ra, điên cuồng mà lao đi như muốn tông cửa sông ra. Đêm tĩnh lặng, trên vùng núi hoang vắng hẻo lánh, những con đường cong cong quẹo quẹo giống như con rắn bò, địa hình giao thông hiểm trở như là từng bước từng bước dẫn người đến gần cái chết. Lôi quang hằng lái chiếc xe Porsche màu lam, trái tim trong lồng ngực trống rỗng đập từng hồi tiếng gió ngoài cửa sổ như yêu nữ xít cào như đang cười nhạo sự bất lực của anh không có năng lực bảo vệ người con gái mình yêu bỏ mặc cô một thân một mình chờ đợi cái chết anh vĩnh viễn không bao giờ quên được cái ngày kia ngày đó khi anh được thông báo lên núi để xác nhận thi thể của vợ mình một thân một mình như người mất hồn chuyển động tay lái leo lên ngọn núi cao chót vót kia phía trước không có mưa thế nhưng đôi mắt của anh lại ướt đẫm giống như bị rơi vào một ngày mưa liên miên mưa trong mắt đã chảy đầy trong lòng cô là ánh mặt trời của anh mất đi cô màu đen tuyệt vọng chiếm cứu lấy anh thế giới của anh chỉ còn lại sự hoàng vô trống không ấm áp và niềm vui trong cuộc sống cũng biến mất theo cô cho đến khi tiếp nhận chuyện linh hồn kha hiệu tâm xuất hiện trong cơ thể của hạ điểm hình sinh mạng bị vét sạch của anh mới sống lại lần nữa Thế nhưng vì sao vào giờ phút này anh mang theo nỗi đau còn tuyệt vọng kia lái xe đi theo đoạn đường quanh co như bò sát chậm chậm bò trong núi. Ngón tay của anh run dày tới mức có có thể cầm chặt tay lái. Nhịp tim của anh nhảy dựng lên lúc nhanh lúc chậm. Trong mắt màu hổ phách đông cứng bởi sự bi thương và nặng nề. Nhìn thẳng tắp con đường phía trước. Trận mưa âm u lạnh lẽo lại muốn bắt đầu sao? Không sẽ không. Dù là trời cao hay là thần chết Anh cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào cướp cô đi Chân gà cấp bách thúc giục Xe poster màu xanh ngọc Đi tới đoạn đường núi gập gành Cực kỳ rất nguy hiểm Giống như đang khiêu khích thần chết Đã từng mất đi người yêu dấu Ở khe núi trước mặt Trên chán gần xanh đang hẳn lên Mồ hôi lướt qua khuôn mặt Tuấn Mỹ Bóng mà đau khổ quanh quần trong tim Anh cảm thấy ngược rất khó chịu Dường như hít thở không thông khoảng cách càng gần đèn xe xua tan bóng tối dày đặc một dáng người nhỏ bé đang run rẩy từ từ chiếm hết tầm mắt của anh trước mắt anh chấn động dữ dội lập tức đạp thang xe không tắt máy mà liền đẩy cửa xe ra bước chân nhanh chóng nhảy qua đồng thời cởi áo khoác bóng người nhỏ bé đang đứng đó lập tức áo khoác tràn đầy hơi thở của anh bọc lấy cô trong giờ khác ôm cô vào trong lòng trái tim đau đớn nhanh chóng khôi phục nhảy lên Cảm tạ trời cao Cô không phải là linh hồn Nhiệt độ cô vẫn còn Anh có thể rõ ràng nghe tiếng tim đập của cô Cái ôm cũng có thể chân thật cảm giác được Mạch đập phập phòng của cô Chọc mũi cảm thấy đắng chát Anh nhắm chặt hai mắt Không ngừng khóa chặt Người đang run rẩy trong ngực Cằm tựa trên tóc cô Trong đáy lòng anh không ngừng cảm ơn thần chết Đã không cướp cô đi Lời quang hẳn Hù hù Cô nắm chặt vạt áo của anh, thân thể mềm mại lạnh như băng dựa vào anh. Giọng đã khóc tới mức trở nên khàn khàn. Nói cho anh biết, rốt cục xảy ra chuyện gì? Anh nhạy cảm phát hiện khi bàn tay của anh nhẹ đặt sau đầu cô, cô đào đến cỏ rúm lại. Tay sở nhẹ nhẹ mới phát hiện đầu của cô sưng lên. Hừ, em thật là đau. Cô lau sạch toàn bộ nước mắt trên áo sơ mi của anh. Một đôi tay vòng lấy cái eo rắn chắc thật chặt giống như trên đời có lẽ chỉ còn lại anh để cô có thể dựa vào không không phải là có lẽ mà thật sự cô chỉ còn mình anh bị thương ở đâu anh muốn đẩy cô ra kiểm tra trên người của cô có chỗ nào bị thương không nhưng mà cô không đồng ý ôm càng chặt hơn giống như là muốn nhào cả bản thân vào lồng ngực cùng anh kết hợp chặt chẽ không không có bị thương lạ tâm thật là đau khó có thể tin được người hại cô vào chỗ chết lại chính là người nhà thân nhất của mình cô gào thất thanh tay nhỏ bé nắm quyền gõ nhẹ lên tim anh khóc xấu xí như vậy thế nhưng trong mắt của anh lại xinh đẹp giống như bức tranh vẽ nghe cô trả lời xác nhận cô không có bị thương chút nào sau đó anh mới thở vào nhẹ nhõm ánh mắt nhìn thoáng qua khe núi u ám kia cách sau xa mấy bước vẻ sợ hãi phát lạnh Hai cánh tay sáng chắc Thình lình ôm lấy cô Lấy tốc độ cực nhanh mà trở lại trên xe Em hãy nói cho anh biết Rốt cục đã xảy ra chuyện gì Nhìn cô cuộn người tròn lại Gương mặt tái nhợt Vùi vào bên trong đầu gối Anh xoa đầu vai của cô Một tay nhẹ vén tóc bên tai cô Cô lắc đầu một cái giường mắt năn nỉ anh Chúng ta về nhà Em muốn về nhà Vốt về gương mặt cô Bị gió thổi lạnh như băng anh cúi người dịu dàng hôn lên trán cô không nói nhiều lái xe cách xa chỗ khẻ núi đã từng mang đến ác mộng vô tận cho bọn họ đuổi đi những người không có nhiệm vụ lôi quang hằng ôm lấy cô đang khóc ngủ mê man đang cuộn tròn trong người bước chân chậm chạp đi vào phòng ngủ từ từ đặt cô xuống giường lớn mềm mại hoảng sợ khi cảm giác ấm áp trên người đang muốn rút ra đi cô mở to hai mắt hai tay gầy lập tức ôm chặt cổ anh Quang Hạng, Cô hô to tên anh Mắt to bị màn lệ thấm ướt Giống như con nai yếu ớt Anh ở chỗ này Anh hôn lên mặt cô Khóe miệng nếm vị mặn chát của nước mắt Tiếp theo đào lòng Vuốt hàng lông mày nhíu lại của cô Dịu dàng triển miên Tinh tế Anh cho cô một cái hôn vô cùng trân quý Sợ hãi lo sợ Không yên tâm từ từ hạ xuống Dưới nụ hôn của anh Cô như sống lại những chuyện đau lòng và bóng tối tuyệt vọng Từ từ cách xa Giống như lúc trước Anh là ánh sáng của cô Luôn mang đến sự ấm áp dịu dàng cho cô Anh là ánh sáng vĩnh hằng trong cuộc đời cô Nắm khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của cô Anh không chán việc hôn cô Hôn lên chán cô Hôn lên lông mì ướt đẫm Hôn lên chóp mũi hồng Cuối cùng lại trở về đôi môi ngọt ngào xinh đẹp Cho đến khi xác định nước mắt của cô hoàn toàn đã ngừng anh mới nằm nghiêng xuống bên người cô. Cô lập tức lật người ôm chặt anh, gương mặt dán lên tim anh. Lặng lặng mà lắng nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ. Là tự linh và mẹ kế em làm. Ôm nhau thật chặt trong chốc lát, cô chợt ngẩng cao gương mặt từ trong ngực anh, đáy mắt chứa đựng tia tàn nát cõi lòng. Bọn họ làm gì? Anh nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, mặc dù đã tự động liên kết cùng một số sự kiện nhưng chẳng ngờ lại nghe chính miệng cô chứng thật bạn hờ cùng nhau liền thủ lập kế giết em rũ xuống trỏng mắt nóng cô cắn cắn môi tái nhợt nước mắt ngừng tụ nơi khóe mắt Lời quang hằng cứng đờ lửa giận lập tức cháy lan trong người anh muốn lật người xuống giường lại bị cô ôm chặt Điềm hình tránh ra không dám đưa tay đẩy cô anh sợ mình trong cơn thịnh nộ sẽ không cẩn thận mà làm tổn thương cô chỉ có thể cắn răng ra lệnh em biết anh nghĩ gì anh muốn giết bọn họ báo thù cho em em cũng biết cô nghẹn ngào vẻ xúc động nước mắt như hạt đậu nhỏ dỏ xuống lồng ngực anh nhẹ nhàng làm ướt áo lại càng giống như chảy vào trong lòng anh anh phải giết bọn họ anh mất khống chế tức giận mà hét lên khuôn mặt tuấn mỹ tàn nhẫn giống như sứ giả của địa ngục trong đôi mắt tức giận lộ ra không tiếc những sự điên cuồng muốn tiêu diệt tất cả em thiếu chút nữa đã bị tử linh giết vì rời đi sự chú ý của anh cô vội vàng nói lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh trong nháy mắt trắng bệch đáy mắt sự tức giận lại càng phát ra mãnh liệt vội vàng nói là mẹ em không đúng là mẹ kế thả em Ánh mắt của anh âm u, nhẫn nhịn chịu đựng, tràn đầy như sắp nổ tung. Nghe cô tiếp tục nói. Đưa tay nhỏ vuốt ve gương mặt anh, cô yếu ớt. Tử Linh lén lén là một cái chìa khóa nhà chúng ta. Buổi trưa hôm nay, cô ta xông vào nhà chúng ta. Nhìn thấy em thì tâm tình mất khống chế. Bóp chặt cổ em không buông. Sau đó tiếng chuông cửa vang lên. Em đoán là gì trần đến. Thừa dịp cô ta phân tâm, em đẩy ra nhưng lại bị cô ta dùng cái cả tàn thuốc mà đập hôn mê một tay kia sở vết xương sau đầu cô yếu ớt cười nhìn sắc mặt đông cứng của anh ý nói anh không cần gấp gáp muốn anh đừng lo lắng sau đó đến khi em tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở trên xe tử linh cô ta muốn lặp lại trò cũ để em ngã xuống khe núi mẹ kế lo lắng sự việc lần này của cô ta sẽ bị lộ bại vẫn khuyên cô ta đừng làm như vậy muốn trước hết đưa em đến chỗ khác để bàn bạc kỹ hơn. Đột nhiên, một cái ôm cắt đứt tiếng nói của cô, hai cánh tay của anh căng thẳng giữ cô vào trong ngực. Khó trách cô lại khóc to, chính tay nghe thấy người thân của mình lên kế hoạch sát hại mình như vậy. Ngày lúc đó trong lòng của cô chắc chắn là sợ hãi và tuyệt vọng rất nhiều. Anh hận mình lúc ấy không cách nào ở bên người cô, giúp cô tránh đi cái loại hành hạ nhẫn tâm này. Anh thật sự hận mình Dường như hiểu rõ ý nghĩ của anh Cô đưa tay lên vuốt về vẻ cao mày của anh Nhẹ nhàng hôn lên môi anh Em không sao Sau khi khóc xong Em đã vứt hết tất cả Những thứ tỉnh thân nửa thật nửa giả kia Đều ném đi dưới nước mắt của cô Sau này cô là thật Hoàn toàn sống lại Không lưu luyến liên quan tới kha hiệu tâm nữa Dĩ nhiên Bỏ đi những thứ kia Cũng không bao hàm tình yêu dành cho anh đây là đến chết cũng sẽ không quên Lại càng sẽ không dừng lại Sau đó Bọn họ lại đổi lái xe Mẹ kế đổi sang lái xe tử linh Em cũng mới có cơ hội Nói chuyện với bà ta Để cho bà ta biết Kha Hiệu Tâm còn chưa chết Cũng cho bà ta biết Em chính là Kha Hiệu Tâm Bé ngốc này Em bộc lộ thân phận như vậy Sẽ chỉ làm cho bọn họ trầm phương ngàn kế Muốn giải quyết em Anh vô cùng lo lắng mà khiển trách em biết nhưng ngày lúc đó em rất tức giận em quá đau khổ quá đau lòng chỉ muốn dùng thân phận để chất vấn bà ta tại sao bà ta và tử linh lại đối xử với em như vậy hptn cô mím chặt môi đáy mắt đau thương chuyển động nhìn xem anh có ổn định tâm tình hay không anh lấy ánh mắt ý bảo cô tiếp tục em nói rất nhiều chuyện lúc xưa chỉ có kha hiệu tâm mới biết chuyện này mẹ kế cuối cùng cũng tin tưởng em không nói dối dừng mấy giây cô tiếp tục anh tuyệt đối không thể tin được chuyện bà ấy làm đâu chuyện gì gương mặt của anh nặng nề hỏi nhưng nếu đặng nhã dung dám tổn thương cô anh nhất định phải làm cho bà ta phải bị trả lại gấp hàng vạn lần bà ấy mở trói cho em còn quỳ xuống dập đầu với em bà ta khóc đến thê thảm vẫn không ngừng cầu xin em tha thứ cho bà ta và Tử Linh. Bà ta nói, từ nhỏ Tử Linh bởi vì lòng háo thắng quá mạnh mẽ, luôn luôn ngầm so sánh với em, cộng thêm bà luôn cảm thấy em thiệt thòi, tự nhiên đối với em cũng tốt hơn. Trong lòng của Tử Linh không phục, còn có Cô kể tất cả mọi chuyện một lần, bao gồm cô cố ý ở lại trên núi, muốn cùng mẹ kế đưa điện thoại cho cô để cô có thể gọi điện thoại về nhà vân vân. Sao nữa Cầm từ từ rũ xuống Anh kiên trì muốn nghe rõ Ngọn nguồn tất cả mọi chuyện Tử Linh Là bởi vì quá yêu anh Muốn lấy được anh Mới có thể có ý nghĩ muốn sát hại em Quả nhiên Khi cô vừa nói xong động cơ quan trọng giết người Cả khuôn mặt của anh cũng thay đổi Giận dữ trong mắt Từ từ bị sự nặng nề tự trách móc mình thay thế Anh ngồi dậy Nắm chặt hai quả đấm Đến mức trắng bạch là anh người hại chết cô lại là anh trời ạ à, anh có thể nào mà không hận mình quang hạng em yêu anh lúc anh đang oán hận bản thân đầu của cô lại chui vào trong lòng anh hai tay ôm chặt cái lưng cứng ngắc của anh không phải lỗi của anh thật sự không phải là đầu óc của tử linh có vấn đề mẹ kế nói cho em biết tử linh vẫn đi gặp bác sĩ tâm lý tinh thần của cô ta thất thường Chẳng qua là mẹ kế Không muốn nhìn cô ta trở nên điên cuồng Mới có thể giúp đỡ Cùng lên kế hoạch với cô ta hại em Bởi vì muốn lấy được anh Cho nên Kha tự lên giết em Trời ơi Từ đầu tới cuối Người đáng chết nhất là anh Là anh Không phải mà Không phải vậy Cô dựa vào cổ anh Hai tay mặc dù yếu ớt Cũng giả sức ôm chặt anh Anh hãy nghe cho kỹ em yêu anh Cho nên nếu như anh đáng chết Vậy thì em là người yêu anh Cũng nên chết Hữu tâm Sự bị thương chặn ngang cổ họng của anh Cánh tay mạnh mẽ Nhanh chóng ôm chặt cô Sai rồi Là điểm hình Khẽ hít chóc mũi Cô ngẩng đầu lên Hôn lên cái cảm cong tuyệt đẹp kia Từ nay về sau Em không phải là hạ điểm hình Màng quá khứ nặng nề nữa anh chỉ cần nhớ rõ Người anh yêu là cô gái 18 tuổi Hạ Điểm hình Anh không thể mất em lần nữa Không thể Trong mắt màu hổ phách sông lên hơi nóng Hốc mắt đỏ hoe Trồn gương mặt tuấn tú vào bên tai cô Hút lấy hương thơm của cô Thả thiết mà cảm nhận sự tồn tại của cô Anh sẽ không mất em Vĩnh viễn sẽ không Cô dựa vào anh, hôn nhẹ lên gương mặt Lặng lặng ôm cảm thụ nhịp đập và nhiệt độ của nhau giờ khắc này không cần ngôn ngữ bọn họ cứ ôm đối phương như vậy ngàn năm không biết mệt mỏi tựa như ngắm nhìn lẫn nhau một lần lại một lần nói lời yêu thương với đối phương sau khi giọng nói khàn khàn truyền đi mới lấy nụ hôn chuyển miên thay thế lời yêu vô tận thời gian không một tiếng động lướt qua màn đêm vén màn mặt mà trời xuyên qua chiếu sáng nhạt nhạt vào trong phòng Dường như sự bi thương của cô Cũng chậm rãi bốc hơi dưới ánh bàn mai Dưới ánh nắng chiếu vào Bọn họ cùng hô hấp và nhịp tim Nhắm lại đôi mắt Đã chảy quá nhiều nước mắt tan nát cõi lòng Ngủ trong lòng lẫn nhau Nửa năm sau Lời khốn khiếp Anh xem chuyện tốt anh đã làm Đều là do anh làm hai Theo một tiếng mềm mại Hạ điểm hình không chút khách khí đẩy cửa vào Cũng không để ý Lý Nguyên Tô đang làm việc trong phòng ném toàn bộ tần xoan bát quái ở trong ngực lên bàn lý nguyên tù lúng túng nhìn về phía người sau ngay sau đó nhẹ nhàng đưa tới một ánh mắt lý nguyên tù lập tức hiểu ngầm lui ra trong lòng không quên suy nghĩ vị phu nhân mà tổng giám đốc mới cưới không lâu thật sự rất can đảm cá tính nóng này cũng không thua tổng giám đốc cá tính nóng như lửa này cùng với vị phu nhân tiền nhiệm đã qua đời hơn một năm trước quả thật là giống y hệt nhau Ai ra, lòng người thay đổi. Nhớ ngày đó tổng giám đốc của bọn họ đau khổ chịu tang vợ mình. Cả người gầy yếu đi rất nhiều. Loại thâm tình này, ngay cả anh là đàn ông cũng có phần cảm động. Ai ngờ, phu nhân qua đời hơn nửa năm thì tổng giám đốc liền bí mật nuôi một vị phu nhân mới. Còn luôn không biết phân biệt công việc việc tư và việc riêng ở trong phòng làm việc. À, tóm lại là hành vi ân ái vượt quá mức. Hai ra, phu nhân tiền nhiệm thật đáng thương đóng cửa lại nhanh chóng liếc vị phu nhân mới lý nguyên tu lần nữa yên lặng thở dài đều là tại anh em đã nói không muốn kết hôn sớm như thế kết quả bây giờ tất cả mọi người nói em là loại phụ nữ có tâm cơ còn nói anh đào hoa mới hơn một năm đã quên vợ của mình thật oan ức quá đi hạ điểm hình giận muốn cắn anh bị anh kéo vào trong ngực hôn sâu. Điểm tâm, em thật sự là phụ nữ có thai, có sức sống nhất anh từng thấy đấy. Anh hài ước, cười hỏi nhẹ, lại lần nữa khơi mào lửa giận đang cuồn cuộn. Không sai, cũng bởi vì tình cảm tốt hơn ban đầu, sau khi hai người liên tục bày tỏ tình cảm, chính là lửa tình cuồn cuộn. Không bao lâu liền có thêm một sinh mệnh. Lối quang hằng mới không thể không để ý cô phản đối, cố ý mà cử hành hôn lễ để cho cô lại một lần nữa lên làm lôi phu nhân. Thoải mái đi, cũng đừng tức giận, làm ảnh hưởng bà bảo, bảo. Lôi quang hằng vuốt về cái bụng còn chưa gió của cô. Đáng ghét, bây giờ tất cả mọi người đang chỉ trích chúng ta. Anh không cảm thấy rất oan uổng sao? Cô buồn bá liếc anh. Mà kệ, qua vài ngày bọn họ sẽ rời đi mục tiêu nhưng mà kha hiệu tâm bị như thế này cũng là quá đáng thương cô cào nhau là người nào nói với anh từ nay sẽ không để ý thân phận nữa anh lại nhướng mày tỏ vẻ hoài nghi miệng cong lên cười diễu cô không để ý cũng muốn chu toàn mặt mũi chứ cô thì thầm oán dần trong lòng bình tĩnh hơn chút nào chưa ngón tay thon dài vuốt ve dáng người của cô. Anh rủ mắt, đáy mắt quyến luyến ngọt ngào như mật, khiến bộ dạng cô mỗi giây mỗi phút đều tham lam không đáy, đóng dấu vết khó phai lên trái tim của anh. Cô im lặng sau đó khẽ giả, cúi gương mặt xinh đẹp dịu dàng, đầu ngón tay vuốt lấy cả vạt của anh. Nghe nói tháng trước, tinh thần của Kha Tử Linh sụp đổ, cuối cùng cũng bị người nhà họ Kha cưỡng bách đưa đi gặp bác sĩ hôm nay đã vào ở trong bệnh viện tâm thần để điều trị. Hai ngày trước, Lôi Quang Hằng dẫn cô đi gặp Kha Mân Hùng. Người cha kiếp trước, Kha Mân Hùng dường như cũng biết nguyên nhân Kha hiệu tầm chết. Rất đau lòng với mẹ con Đặng Nhã Dung. Nhưng mà vì tình thân, cuối cùng không làm được chuyện đại nghĩa diệt thân. Không thể làm gì khác hơn là đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần để cho cô ta dùng cách này để sám hối. Còn với Đặng Nhã Dung, cô nghĩ kiếp này không thể nào mà ông có thể tha thứ. Đối mặt với chuyện con gái ngày xưa sống lại, Kha Mân Hùng cũng không nói gì, chẳng qua là trong lúc dùng cơm thường thở dài, nói hiệu tâm không có phúc phần. Em nghĩ chuyện này đối với Tử Linh mà nói chính là trường phạt lớn nhất. Dừng lại hồi tưởng tình cảnh đêm đó, cô yếu ớt đưa ra tổng kết. Đừng suy nghĩ nữa Cũng đã qua rồi Hôn lên chán cô Anh dịu dàng an ủi bên tai cô Ừ Cô thuận theo lồng ngực của anh Hưởng thụ nhìn anh ôn tồn ngọt ngào hôn cô Giống như con mèo con lười biếng Ánh mặt trời ngoài cửa sổ soi vào trói lòa như thế Như ánh hào quang rực rỡ trong mắt họ Giữa bọn họ vẫn tranh cãi như cũ Cá tính vẫn nóng như lửa cũ Nhưng mà Trải qua sự hành hạ của sinh tử, cũng trở nên khác đi. Bọn họ cảm nhận sinh mệnh của đối phương mãi mãi không thể mất đi một phần. Cô giống lại cũng là của anh, giống như cứu rỗi anh, biết rằng cả đời phải che chở, vì cô là tình cảm chân thành vĩnh hằng của anh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong bộ truyện rất tình cảm cũng rất ly kỳ phải không? Bộ truyện có nhan đề Vẫn là em của tác giả Kiều Ninh cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo